Rồi chào các em nha. Thì như hôm bữa thầy có nói thì bây giờ mình sắp thi rồi ha. Thì thầy cho cái dạng test kiểu này, tức là thầy vẫn cho cái dạng test kiểu kia nha, tức là thầy vẫn cho cái dạng các em làm bài như hôm nay, nhưng mà thầy muốn làm thêm thứ cái dạng này thử ra sao. Chào các em nha. Thì bây giờ thầy sẽ cho câu hỏi bất kỳ ha. Thì bây giờ các em câu hỏi bất kỳ và các em comment trả lời nha. Tức là câu hỏi nó sẽ không có nhất định là câu nào, tức nó không theo thứ tự cái barium của đề thi, tức là toán lý hóa sinh anh nó chạy lung tung ha. Nó chạy lung tung, câu nào trước thì nó lên trước, còn không thôi, chứ không có. Thầy sẽ ghi câu hỏi chạy bất kỳ không theo thứ tự. À, câu hỏi nó sẽ là chạy không 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 theo thứ tự nha. Câu hỏi nó sẽ không theo thứ tự, và tức là các em thấy câu hỏi của thầy nó sẽ không theo thứ tự nó, và các em thử cái khả năng phản ứng của mình thử ra sao nha. Chào các em nha. Rồi hơi mờ đúng không? Từ 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 ổn định cái đường truyền ổn định thì được rồi. Không em, tại vì đây là thứ trực tiếp mà, thứ trực tiếp tức là bây giờ thầy bấm câu hỏi lên nha. Thầy nói là thầy bấm câu hỏi lên. À, tầm 30 câu nha, 29 30 câu. Bây giờ thầy bấm câu hỏi lên thì các em đọc và các em trả lời luôn thử ra sao nha. Các em đọc và trả lời luôn thử. Các em chuẩn bị này, giấy bút này ha. Giấy bút, máy tính. À, nếu gặp câu toán thì mình làm câu toán, gặp lý thì mình làm lý. Gặp anh thì mình làm anh. Nói chung là các em chuẩn bị giấy bút, giấy tờ sẵn sàng ha. Thầy bấm lên câu nào các em comment trả lời thử nha. Câu hỏi chạy bất kỳ và các em thử khả năng, tức là các em thử khả năng phản ứng của mình á. Tầm hai mấy 30 câu sau các em trả lời, thầy sẽ đáp án luôn, thầy sẽ đưa đáp án luôn nha. Khi mà các em trả lời nhiều nhiều rồi, tất nhiên thầy sẽ cho thời gian làm chứ, thời gian tùy câu. Câu khó thì khoảng 1 phút, 3 45 giây gì đấy, còn câu dễ thì khoảng 20 giây, 30 giây nha. Khi mà cái lượng comment nó nhiều nhiều quá, cái lượng comment chừng thầy thấy đủ đủ rồi, nhiều nhiều rồi, thầy sẽ giải nha. Các em cố gắng giải nhanh thử, các em cố gắng giải nhanh thử. Thầy cũng không biết câu nào chạy trước chạy sau đâu, thầy cho nó chạy random mà ha. Thầy sẽ cho nó chạy rất là hên xui, nó hên xui rồi. Bây giờ các em làm thử nha. Bây giờ thầy bấm câu nào các em làm thử, câu nấy thử ra sao nha. Em comment đáp án liền ha. Rồi, đây là câu toán ha. Bây giờ người ta cho thế này này. X bằng A cộng BI và X2 bằng A trừ BI là hai nghiệm của phương trình. Phương trình nào đây? Phương trình ở đây sao cứ nó mất cái này nhỉ? Nó mất cái này ha. X từ từ thôi, câu này lỗi ha, câu này lỗi, từ từ thầy sửa lại sau nha. Câu này lỗi thầy sửa lại sau. Rồi câu này nào, đây là một câu về tiếng Việt ha. Bây giờ cho cái đoạn thông tin như như vậy. Rồi đợi 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 thầy xíu, em đợi thầy chút xíu nha, đợi thầy chút xíu, thầy đi lấy cái con chuột chút ai mắc. Rồi như vậy ở đây mình thấy là có đoạn thơ là thuở đất trời nổi cơn gió bụi, khách má hồng lắm nỗi trung chuyên, xanh kia thăm thẳm từng trên, nào ai gây dựng lên cơn nổi này. Mờ lắm hả các em, mờ lắm hả? Thất ngôn bắt cú. Đúng là thất ngôn bắt cú nhá. Cái này thầy ghi nhầm chỗ này anh chút. Thất ngôn bắt cú chữ T, đúng rồi, thất ngôn bắt cú ha. Rồi thì bây giờ đây là một câu tiếng Việt khá dễ. Câu tiếng Việt khá dễ thì các em thấy này, ở đây á thầy nói là thất ngôn tứ tuyệt nha. Câu A thất ngôn tứ tuyệt tức là bị thất ngôn, nghĩa là bị thất ngôn, tức là bị câu b một 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 câu bảy chữ mà có 4 câu nha. Thất ngôn tứ tuyệt lục bát là biết rồi ha. Câu 6, câu 8 thất ngôn bát cú ha, tức là thất ngôn bát cú đường luật á, thất ngôn bát cú đường luật tức là cái chữ bát này thầy đánh nhầm ha, chữ bát này thầy đánh nhầm á, đúng rồi. Thất ngôn bắt cú ha, thất ngôn bắt cú thì các em thấy thất ngôn bắt cú là tức là thất ngôn là câu 7 chữ và bài có 7, 7, 7, bài bài có 8 câu chia ra hai khổ nha. Thất ngôn bắt cú nha.
Thất Công Bát Cú. Ở đây là sông Thất Lục Bát này. Đúng rồi, sông Thất Lục Bát nhé, nó là câu D này các không? Tức là thầy đang nói câu D mà ha, đáp án là câu D nhé. Sông Thất Lục Bát là câu này là 7 này, 7 7 ha, 6 8 nha, 7 7 6 8. Sông Thất Lục Bát, và các em lưu ý cái lục bằng trách của nó. Này lục bằng trách của nó các em thấy này, cái chữ này phải vân ở chữ này nha. Cái chữ trên này phải vân với chữ nên này, và nó có lục lục bằng trách rất là chặt chẽ nha, lục bằng trách rất chặt chẽ. Được chưa nào? Rồi bây giờ câu này dễ ha. Bây giờ thì làm câu tiếp theo rồi. Câu này khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của AB, AB là hai nguồn kết hợp cùng pha, đến một điểm dao động với biên độ cực đại. Với biên độ cực tiểu trên đoạn AB đây là bao nhiêu nha? Tức là câu khổ nó chỉ random các em ha, toán lý hóa sinh gì đấy, các em thấy câu nào làm được các em làm thử thử khả năng của mình như thế nào nha. Rồi câu này khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của đoạn của AB, AB là hai nguồn kết hợp cùng pha, đến một điểm dao động biên độ cực tiểu của đoạn AB là bao nhiêu? Rồi các em thử nha. Rồi số bạn Minh Anh chọn câu D, Mai Huy chọn câu D, Huy Vương chọn câu A, Đức Trần chọn câu A. Em đọc kỹ thứ nha. Thanh Mai chọn câu A, Hà Ngân chọn câu A. Rồi Thiên Bang chọn câu B. Rồi Khánh Ly tên chọn câu B. Rồi các em thử comment thôi nha. Thầy đọc đáp án của các em comment đầu tiên nha. Anh Trần chọn câu A đúng không? Rồi Duy Linh chọn câu B. Rồi cùng pha là A. Các em đọc kỹ nha, các em đọc rất kỹ nha. Đây nè, từ trung điểm, tức là các em phải dùng chuẩn bị giấy bút sẵn sàng nha, giấy bút chì máy tính gì đấy mình để ra mình làm liền ha. Nhanh thử 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 mình nhanh tới cỡ nào, thử mình đọc câu hỏi mình nhanh cỡ nào. Thầy cũng không biết câu nào trước câu nào sau đâu, thầy khi mà thầy làm thầy cho nó random, nó chạy lung tung á, nó ra câu nào nó ra chứ thầy cũng không biết nha. Rồi đáp án là câu nào? Đáp án sẽ là câu B nha. Các em lưu ý là cùng pha nha. Cùng pha là cái đây nó cực đại này. Ví dụ thầy có hai điểm AB này ha, hai điểm AB. Khi mà AB cùng pha thì cái đường trung trực này nó sẽ là cực đại, nó là cực đại nha. Cực đại thì cái khoảng cách đây là những cực đại này, thì khoảng này cũng cực tiểu. Thì khoảng từ cái điểm trung điểm hoặc trung tâm này đến cái này là lambda chia 2, khoảng khoảng cách giữa hai cái này là lambda chia 2, thì cái này á khoảng cách giữa hai thằng này nó sẽ là lambda chia 4 ha. Ở đây người ta hỏi gì? Khoảng từ một điểm dao động với biên độ cực tiểu, tức là người ta hỏi từ A đến đến biên độ cực tiểu nha. Đấy, thì các em làm thử ha, cái làm thử nhanh nhanh lên, các em làm thử. Lưu ý thầy nhắc cho đây một chút nha, hai nguồn kết hợp cùng phá là cái trung trực nó là cực đại, còn hai nguồn kết hợp nó ngược pha thì trung trực nó cực tiểu. Nghe chưa? Đó là giao giao thoa sóng ha, giao thoa sóng chương 2 nha. Hai nguồn kết hợp AB cùng pha thì cái đường trung trực cực đại, hai AB ngược pha thì cái trung trực nó cực tiểu. Được chưa nào? Để các em phải cố gắng nhớ cái chỗ đấy ha. Thầy đã các em cố gắng nhớ cái chỗ mà cái lambda trên 2 và lambda trên 4 rất 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 dễ bị sai, bị nhầm nha. Rồi tiếp theo nào. Một câu sinh ha. Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể được cấu trúc bởi hai thành phần chủ yếu là ADN là protein histone, câu B ADN là mRNA, câu C ADN và ATRN, câu D là ARN và protein nha. Rồi thử nào. Chưa chưa các em ơi, thầy chưa có sửa cái gì, tức là câu hỏi nó chạy lung tung. Thầy các em thấy thầy đâu có đánh số lượng cái đâu, đánh số câu nào đâu, câu nó chạy lung tung á nha, không có đánh câu mấy ha, chưa có làm phần nào đâu, nó chạy lung tung hết trơn. Tức là câu dễ có, câu khó có, toán lý hóa sinh nó chạy lung tung thế này nè. À, các em thử câu nào con nào làm được các em thử luôn. Rồi Nhật Duy chọn câu A, Thành Đạt chọn câu A, Tấn Phát chọn câu A, rồi Đặng Linh chọn câu A, Khôn Nguyên chọn câu A, Quế Anh rồi A, rồi Thiên Minh chọn câu A, Anh Thư chọn câu D, rồi Trâm Trần chọn câu A, Huy Vương chọn câu A, rồi khá nhiều bạn, rất nhiều bạn chọn A nha, Thiên Minh chọn câu A, rồi rất nhiều bạn chọn A, và đáp án có thể là câu A nha. Lưu ý ở trong sinh vật nhân thực á ha, thì nó là cấu tạo bởi ở một đoạn ADN rất dài, không đoạn ADN rất dài. Lưu ý các em phân biệt ADN và gen nha. ADN là một đoạn rất dài thế này này, còn gen á đây là đoạn ADN, còn gen chỉ là những đoạn nhỏ thế này này,
gen chỉ là những đoạn nhỏ nhỏ thế này, nó cái ngắn trong này thôi ha. Gen là những đoạn nhỏ nhỏ qua đen. Trong gen nó có gì? Có hai trong gen nó cũng có hai phần cơ bản là intron và exon. Intron là không có nghĩa, exon nó mới có nghĩa. Cho nên có cái quá trình là cách intron bỏ exon nhá, cách intron bỏ exon. Đấy. Thì ADN nó sẽ quấn thế này nha, nó quấn thế này. Thì ở trong này là các protein histone, 8 protein histone nhá, 8 protein histone và ADN nó quấn 1/3 vòng. Các em nhớ lưu ý nha. ADN nó quấn quanh protein histone là 1/3 vòng với 8 protein histone ha. À, câu A là cũng đúng nha. Rồi, thì các em coi thử nha. Các em cố gắng làm nhanh thứ đâu ha. Rồi, câu tiếp theo nha. Rồi, câu thành ngữ bắt cóc bỏ đĩa gần với câu nào sau đây? Rồi, thành ngữ bắt cóc bỏ đĩa, câu A vô công rồi nghề, câu B giả trang xe cát, câu C ăn cháo đá bát, và câu D là kê cắp bậc gặp bà già. Rồi rồi câu nào câu bắt cóc bỏ đĩa gần với câu nào sau đây, tức là cái nghĩa thầy đánh hơi hơi thiếu cái nghĩa nha, tức là nghĩa của câu thành ngữ này nó gần với nghĩa câu nào ha, gần nghĩa các em ha, cái chỗ này là gần nghĩa ha, cái chỗ này này thầy đánh thiếu chữ nghĩa vô ha. Rồi một số bạn chọn nha, thầy đọc một số bạn chọn nha. Rồi Lý Nguyên chọn câu C này, Việt Hà chọn câu B, Ngọc Mai chọn câu C, Bích Trâm chọn câu Phương Nguyên chọn câu A, rồi một số bạn nữa ha, Thiên Mang chọn câu B, Duy Linh chọn câu C, Minh Thư chọn câu C, Hồng Thắm chọn câu B. À, rồi Thiên Mang chọn câu B. À, rồi Đạt Lê chọn câu B. Đây là những câu tương đối dễ các em ha, đây là những câu tương đối dễ, các em cứ cuốn làm thử thôi, không có vấn đề gì hết á. À, rồi thử coi nào. Rồi đây là câu thành ngữ tục ngữ, ý nghĩa của nó thôi, thử rồi thêm hay nào, thêm nha, thêm ha. Rồi câu B, Nguyễn Hoàng chọn câu B nè, câu B ha, Hoa Trịnh chọn câu B, rồi giả trang xe cát chú C, Lụy hả Lụy câu C, Đỗ Tâm Lụy câu C, Đỗ Tâm C, rồi Lụy A, Văn Thiện Lụy A, đúng không? Rồi bây giờ đáp án của thầy là nó là câu B nha. Bắt cóc bỏ đĩa là sao? Ví dụ em tưởng tượng cái đĩa nha, cái đĩa thì vậy ha. À, cái đĩa nó thẳng thế này, mình bắt cóc bỏ lên. À, cái nghĩa đen, thầy đang giải thích nghĩa đen nha. Cái đĩa nó thẳng như này nè. À, bắt cóc bỏ lên. Cái là gì? Con cóc nó nhảy ra ngoài. Tức là mình bắt bỏ vô nó cũng nhảy ra ngoài à. Bắt cóc bỏ vô nó cũng nhảy ra ngoài à. Tức là công việc đó nó là sao? Nó rất là vô nghĩa, làm cũng được, làm không có ý nghĩa gì cả. Nó không hại ai bất kỳ nha. Thì đó là câu cùng với câu giả tràng xe cát. Giả tràng xe cát là sao? Con giả tràng á, khi mà nó kiếm ăn ở trên biển á, thì nó sẽ xe những hòn cát tròn lại với nhau, sau đó sóng nó dạt lên là nó cuốn mất không có hòn cát nào hết. Cái này vô nghĩa, làm như không làm đó. Còn vô công rồi nghề là anh không ngồi rồi không làm được gì hết, nó khác nha. Đây làm nhưng mà không được gì là câu B đúng nha. Câu ăn cháo đá bát là mình hiểu rồi ha, vô ơn. Còn kê cắp gặp bà già là sao? Kê cắp gặp bà già nghĩa là cái thằng ăn trộm nó vô nhà nó ăn trộm thì nó gặp cái bà già, và bà già rất là cao tay. À, phải bà già thì trị thằng ăn cắp, đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng á, là ý là núi này cao, có núi khác cao hơn á, tức là không ai là giàu nhất ha, tất cả ha, được chưa nào. Rồi câu tiếp theo, rồi câu tiếp theo nào. Câu tiếng Anh: The Americans are much more concerned than the Chinese with physical attractive when choosing a wife or husband. Ok, các em chọn câu nào? Nha. Way much more could be with câu C, attractive. Câu đây là choosing, nghĩa là chọn câu sai các em ha. Chọn cái sai á. Các em chọn câu sai bất kỳ nha. Không ai biết trước đề đâu các em ha, không ai biết trước đề đâu. Tức là mình thấy câu nào mình làm được thì mình làm thôi nha. The Chinese physical attractive. Rồi. Rồi các em chọn câu nào nào. Một số bạn như là Tuấn Trần chọn câu C, Gia Bảo chọn câu C.
À, cái đĩa nha em, cái đĩa là cái dĩa ăn á, chứ không phải là cái con đĩa, nó khác. Bắt cắt bỏ vô cái đĩa như thầy nói, bắt cắt bỏ vô cái đĩa mà ăn á. Rồi lụi C, à, mình tiến lụi cô C, Khánh Ly chọn cô C, rất nhiều bạn chọn C, C attractions đúng không? Mỹ An chọn cô C, Vi Nguyễn chọn cô C, attractive snacks. Khánh Ly thì nghĩ là attractive thành attractive snacks đúng không? À, Trâm Trần chọn cô C, Thiên Bang chọn cô C, Huy Vương chọn cô C. Rồi Thiên Bang chọn cô C, Thiên Bang rồi tiếp theo Duy Linh chọn câu C, rất nhiều bạn chọn câu C nha. Rồi Tâm Trần chọn câu C, rất nhiều bạn chọn câu C. Rồi câu C nó là cái gì? Đúng rồi câu C nha, cái này á physical, cái này dịch là cái người Mỹ á thì quan tâm much more nhé, much more concern tức là quan tâm nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn rất nhiều. Ví dụ người ta dùng more là được rồi, nhưng mà much more nghĩa là người ta nhấn mạnh, người ta dùng từ much là nhấn mạnh, người ta quan tâm hơn rất người hơn người Trung Quốc rất nhiều về cái physical attractive, tức là physical attractive này tức là vẻ bề ngoài á, ha, physical attractive này when choosing a wife, khi mà họ chọn vợ chồng, được chưa nào? Attractive này nhé, mình sẽ dùng attractive này đúng rồi, tức là mình thêm chữ này cho đây, tức là nó chuyển cái này không được này, cái đây là tính từ, cái này là tính từ không được, hai tính từ không được ha, nó phải tạo thành một cụm, tức là tính từ sẽ bổ nghĩa cho danh từ, mà không dùng từ attraction nhé, không dùng từ attraction ở đây, nó phải là attractiveness. Attraction nghĩa là nó không phải đi một cụm từ đúng như vậy, nó phải attractiveness các em ha. Attractiveness được chưa nào? Attractiveness đúng không? Rồi đáp án sẽ là câu C nha. Tức là câu C là attractive thành attractiveness không? Rồi, câu tiếp theo, một câu hóa này. Bây giờ người ta cho cái phương trình này nè. Niter cộng H2 tạo thành ammonia đúng không? Và delta H bằng -92 kilo kilojoule ha. Người ta hãy cho biết điều kiện này sau đây là đúng. Cái cân bằng hóa học sẽ dịch chuyển phía tạo thành ammoniac nhiều hơn là qua là giảm áp suất chung của hệ, giảm áp suất chung và nhiệt độ của hệ này, giảm cô B là giảm nồng độ khí nitơ và khí hydro, cô C là tăng nhiệt độ của hệ, cô D là tăng áp suất chung của hệ. Rồi thử coi ha, rồi các bạn nào câu này tức là câu này thầy sẽ để lâu lâu tí xíu nha. Rồi hóa thì thầy biết cái phần này rất nhiều bạn không có được tốt lắm này, nhưng mà trong đề thi nó lại hay ra cái này. Thầy thấy cái đề thi mấy lần nó ra câu này luôn á, trong cả đề mẫu và có thể trong đề thi chính thức nó ra dạng này. Hóa lớp 10 thì có gì các em ha, có cấu cấu trúc nguyên tử, phân tử này, các lực liên kết hydro, liên kết kim loại, liên kết hóa trị, liên kết ion gì đấy, rồi phương trình phản ứng đúng không, phản thuận nghịch, phản ứng trao đổi oxy hóa khứ, vân vân. Ha. Rồi có em nào có câu nào chưa? Rồi Huỳnh Thái Dương thì chọn câu D, lụi câu D đúng không? Hóa thì lụi hả? Bảo Khánh Hoàng chọn câu D, mạnh dạn lụi B. Bạn nào đây? Ngũ Thượng Lâm chọn câu B. Rồi một vài bạn cơ bản là các bạn lụi nhiều hơn lụi B đúng không? Đỗ Tấn Lộc chọn lụi B này, Đặng Ngọc Trúc Quỳnh thì chọn C. Nguyên lý dịch chuyển cân bằng đó là đây là phản thuận nghịch, phản thuận nghịch người ta mới hỏi cái kiểu này chứ, còn nếu phản một chiều kiểu như axit bazơ HCl cộng nào thì ra NaCl cộng H2O thì khó làm gì nữa đúng không, thì nó cái đây phản thuận nghịch, mà phản thuận nghịch lại là những cái phản ứng mà người người ta cần nghiên cứu nhiều, người ta làm nghiên cứu làm sao cho nó tăng cái hiệu suất phản ứng, thế nó mới khó chứ còn phản ứng bình thường NaCl cộng HCl nào thì đâu có gì phải làm đâu ha. Mạnh dạn lụi C là Đặng Hữu Trí câu C nha. À, xin phép chọn câu B. Trọng Lợi anh Đức thì chọn câu B, anh Khoa lùi câu D. Nói chung các bạn BD là nhiều, các bạn BD là nhiều ha. Rồi hóa xin thua Lê Ngân. Các em cố gắng hóa vi sinh nha, hóa sinh thiệt ra nó cũng cơ bản thôi, không khó, không 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 khó mấy nha, không khó mấy. Nếu mà các em chịu khó xem lại một ít kiến thức về hóa sinh thì các em sẽ làm những câu này rất 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 tốt luôn và chính xác ha. Rồi câu C ngắn nhất, các bạn chọn ngắn nhất và các bạn chọn dài, các bạn chọn câu dài nhất thì đáp án của thầy là câu nào nha? Đáp án của thầy là câu D. Rồi bây giờ thầy sẽ nói tại sao nó là câu D này. Khi mà hai chất này lại với nhau á, đầu tiên các em phải xem nó là phản ứng tỏa nhiệt hay phản thu nhiệt. Nếu mà delta H lớn hơn không thì đó phản thu nhiệt. Còn nếu delta H bé hơn không, phản tỏa nhiệt nha, đây thu này đây tỏa này. Đấy. Thu này tỏa nhiệt, tại sao nó như vậy thì các em có thể xem kỹ. Thu á là năng lượng nó thu vào phản ứng á, nó thu nhiệt vô delta H làm delta H là cái entropy nhá, là cái enthalpy, delta H là enthalpy nhé, enthalpy. Rồi
Thì mình sẽ thấy cái này là 2 mol này, cái này là 2 mol này, cái này là 3 mol này, áp suất nha, cái này là 2 mol. Rồi mình phân tích như vậy được rồi. Tăng áp suất chung của hệ khi mà câu D này, tăng áp suất chung nào? Tăng áp suất chung thì các em thấy bên này 3 mol này, bên này qua 2 mol. 3 mol qua 2 mol. Đấy, thì mình tăng áp suất thì nó sẽ làm sao cho cái hệ phương trình á, cái lượng cái thể tích nó giảm xuống nè, từ 5 mol ha, nó sẽ giảm xuống còn 2 mol. Đấy, thì mình tăng áp suất nó sẽ làm giảm cái thể tích của hệ lại, giảm thể tích của hệ lại thì nó sẽ tạo ra nhiều amoniac hơn, tức nó sẽ cái phản ứng nó sẽ đi theo chiều là giảm thể tích, tức là giảm số mol á. Tại khí thì một môn khí khí nào nó cũng giống nhau thôi. Thầy phân tích từng câu tại tại sao câu sai nha. Câu A này, câu C là tăng nhiệt độ của hệ không được, tại đây là phản ứng gì, delta H bé hay không, là phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng tỏa nhiệt này, đã tỏa nhiệt rồi mà mình lại tăng nhiệt độ nữa, tăng nhiệt độ thì nó không cho tỏa nhiệt, tức là nó chạy ngược lại là không được đúng không? Như thầy nói giảm áp suất không được, câu A giảm áp suất không được này, tăng nhiệt độ sai này, giảm áp suất được, giảm áp suất thì nó sẽ về cái hướng mà tạo nhiều áp suất hơn, mà nhiều áp suất hơn chính là nó về cái hướng ngược lại, nó về hướng ngược lại cũng không được luôn, giảm nồng độ nitơ không được, giảm nồng độ nitơ này á, thì buộc phản ứng nó sẽ chạy ngược lại, nó sẽ làm tăng cái nồng độ nitơ lên. Nói chung á, khi mình tạo ra một điều kiện gì đó, tạo ra một điều kiện gì đó thì cái phản ứng nó sẽ làm sao cho điều kiện ngược lại là được ha. Rồi được chưa nào? Rồi câu tiếp theo này, lại một câu tiếng Anh nữa. Rồi, also he was very tired. He agreed to help his child with his homework. Nha, các em. Despite of his tiredness, he was eager to help his child, his child with his homework. To be tired as he was, he agreed to help his child with his homework. See, even if feeling very tired, he agreed to help his child with his homework. And go D, he would have helped his child with his homework if he hadn't been tired. Rồi, câu này thì sao đây? Câu này một câu tiếng Anh nha. Rồi, những bạn chọn đầu tiên, Trịnh Giang, Trịnh Thị Giang thì chọn câu A nè. Trần Lan chọn câu B, Đinh Bảo Đăng thì chọn câu D, Thịnh Đạt thì chọn câu C đúng không? Rồi B luôn ha, Phương Nhi chọn câu C, Quý Sinh chọn câu B, Huy Vương chọn câu B, Tín Nguyễn thì chọn câu B, Huỳnh Quý chọn câu B, Duy Uyên thì chọn câu D. Đúng không? Định Hữu Trí thì tuổi thanh xuân đã chọn câu C. Anh Khoa Lụi B. Sau rồi, Thiên Bang này chọn câu B, quá trời Thiên Bang chọn câu B luôn. Rồi. Thiên Bang có vẻ chắc chắn chọn câu B ha, quá trời câu B luôn. Thì ở trong này á. Rồi. Ở trong này rồi, để thêm một vài bạn thử có chắc chắn không ạ ha. Mạnh dạng loại CD đầu tiên. Loại CD đầu tiên. Rồi. Rồi Hồng Thám chọn câu C. Các bạn chọn nhiều chưa chắc là đúng rồi ha. Như các em thấy rồi, thầy chọn mấy đề mấy lần, các bạn chọn nhiều chưa hẳn là đúng đâu. Đôi khi nó lại là ngược lại so với suy nghĩ thông thường. Thì tùy thôi ha, rút gọn o dầu Lan Anh đúng rồi. Hương Nguyễn chọn câu B. Anh Tuấn chọn câu C, chép C ha. Rồi. Despair. Rồi ok. Rồi, rất nhiều bạn chọn câu B, cơ bản là các bạn chọn câu B đúng không? Các bạn chọn câu B. Rồi, thì như vậy. Đáp án thật sẽ là câu B nha. Thì đầu tiên á, mình dịch cái này, mặc dù anh ấy rất là mệt, nhưng anh ấy cũng đồng ý để giúp đứa con của anh ấy làm bài tập ở nhà đúng không? Thì câu A là despite of his tiredness này. Câu này, tức là nói chung là câu A với câu D này cái nghĩa nó sẽ không có chính xác lắm nha. Cái câu C này á, cái nghĩa các em phân biệt giữa cái câu 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 C này, even if này, even if nè, even if nghĩa là gì? Cái even if nghĩa là một giả thuyết thôi, nó chưa chắc chắn là sự thật nha, nó chưa chắc chắn là sự thật. Ví dụ như là ngay cả khi cảm thấy rất mệt mỏi, anh ta cũng đồng ý giúp con trai của tao. Nói chung là khi mà em làm con này nha, dịch cái này phải cẩn thận, cái hiểu cái từ even if, ngay cả khi, tức là cái giả thuyết. Bây giờ mình nghĩ một 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 ngay cả khi tôi đậu đại học. Ngay cả khi tôi rớt đại học là mình dùng even if, nghĩa là nó his homework. Sao em nhờ?
có cái gì không? Rồi thì cái em phân biệt câu này nhá. Despite, đúng rồi, despite of, despite. À, câu A thì despite, despite of. Thế không này, nói chung là cái câu A là nó dùng từ nối không đúng nha. Câu A nó dùng từ nối không đúng ha. Câu B thì nó sẽ đúng nghĩa nhất. Câu B nó sẽ đúng nghĩa nhất. Thì mình sẽ chọn câu B. Nói chung là khi mà em dịch thì có câu B, có câu C nó hơi làm rối mình một chút này. Câu C nó sẽ hơi làm rối mình một chút ha. Cho nên cái câu C này mình dịch nghĩa ra thì nó kiểu như là hơi phân vân nha. Nói chung là khi mà dùng although với betas này là nó cùng nghĩa với nhau. Despite đúng rồi. Mình dùng spy up, inspire up hay là despite nha. Despite không có despite up nha. Mình dùng inspire up nha. Inspire up với despite là nó cùng nghĩa với nhau là mặc dù. Ha, cái dùng từ đây không không có từ này đúng rồi. Tức là thầy nói cái từ nối nó không đúng này. Nên despite his task này thì đúng. Ha. Còn inspire thì em đang dùng inspire up được, inspire up, ok nha. Inspire up hay despite. À, nó cũng cùng nghĩa với also, nó cùng nghĩa với also, mặc dù là cùng mặc dù. Các em bỏ chữ despite, bỏ chữ up này đúng. Còn không các em dùng phải inspire up mới đúng nha. Inspire up. Rồi, cái tiếp theo nào. Rồi, câu này, câu lý. Trong dao động điều hòa, phát biểu nào sẽ không đúng? Trong dao động điều hòa, phát biểu nào sẽ không đúng? Qua. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vật trở lại vị trí ban đầu. Câu B, cứ sau một khoảng thời gian T thì vật có vận tốc trở lại thì vận tốc của vật lại trở về vị trí ban đầu. À. Câu C, cứ sau khoảng thời gian T thì gia tốc của vật trở lại vị trí ban đầu ha. Và câu D là sau khoảng thời gian T thì biên độ trở lại ban đầu. Câu này câu khá dễ các em ha. Câu này câu khá dễ này. Rồi, Tuấn Kiệt chọn câu B, Anh Duy chọn câu D, Trần Trần chọn câu D, rồi Gia Khải chọn câu D, Kỳ Dinh chọn câu D, Quý Sinh chọn câu D, Huỳnh Phú chọn lùi lùi câu D. Lùi mà lùi một cách mạnh mẽ chắc chắn thì cũng ok nha. Rồi, câu này là một câu dễ em ha, câu này câu dễ, thầy cho câu dễ lý kiểu như tại vì ở đây là những cái câu hỏi ngắn để mà mình luyện tập thôi, chứ mình không có, thầy không có cho câu khó, tại vì mình làm nhanh mà, mình làm kiểu mình làm nhanh, mình thử khả năng phản ứng thôi mà ha. Mình thử khả năng phản ứng thôi, chứ mình không, thầy không có cho những câu mà khó phức tạp rồi suy nghĩ rồi làm bài tập nhiều. Chủ yếu là mình ôn lại kiến thức tất cả các câu để mình phản ứng thử thôi ha. Câu này thầy cho mấy câu ngang ngang nhau, cũng không dài không ngắn, kiểu như cũng rồi. Thiên Bang nhập câu D, Thiên Bang nãy chọn khá nhiều câu đúng ha. Rồi Phước Vĩnh, rồi rồi thì hàng nhập câu D đúng không? Rồi câu này nha, câu này đáp án sẽ chắc chắn là câu D rồi, không có gì khó hết. Câu này không cần phải sửa nhiều, tại vì các em thấy chu kỳ là gì? Chu kỳ là đây, chu kỳ là cái thời gian mà vật lặp lại cái trạng thái như cũ. Các em nhớ là trạng thái như cũ nha. Trạng thái nó là gồm gì? Gồm vị trí, gồm vận tốc ha, và cả gia tốc nữa. Các em phân biệt vận tốc và tốc độ nha. Vận tốc và tốc độ trong tiếng Anh là speed và velocity á. Từ velocity là v ha, còn speed là s. Các em phân biệt ha, tốc độ là speed, còn velocity nó là vận tốc ha. Vận tốc thì nó có chiều hướng, vận tốc là vector, vận tốc là vector, còn speed nó chỉ là độ lớn. Em nhớ chỗ đấy nha. Trong đề người ta hỏi vận tốc và tốc độ, các em phải chú ý chỗ đấy nha. Thì sau khoảng thời gian thì câu này sai chỗ nào? Câu này sai biên độ. Là biên độ thì nó luôn luôn bằng nhau các em. Biên độ là một số cố định, biên độ là một hằng số, nó không có phụ thuộc vào 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 cái chu kỳ T nha. Tức là chu kỳ T nó phụ thuộc vào bản chất của hệ thôi, còn biên độ thì người ta cho nó ban đầu bao nhiêu thì nó sẽ là bao nhiêu. Nó một chu kỳ vật đi được 4A nhé. Vật chu vật nếu mà xuất phát ở biên này này thì nó mới đúng. Nếu mà vật xuất phát ở đây đi sau một chu kỳ thì nó lại đây thì đúng, nhưng giả sử vật xuất phát ở đây đi, mà nó đi sau một chu kỳ thì nó lại lại nó không lại biên độ nha. Từ này không đúng lắm. Rồi con này không có vấn đề gì hết, con này khá dễ ha. Rồi câu này, gieo một con xúc xích cân đối đồng chất, giả sử xúc xích xuất hiện mạch B chấm, tính xác xúc được phương trình x bình phương cộng b cộng 2 bằng 0, có hai nghiệm phân biệt kết hợp giữa xác suất và toán đại số ha. Toán đại số. Rồi các em thử. Rồi câu này thì hơi lâu lâu tí nha, câu này thì lâu lâu tí. À, có đúng có sai các em phải đọc kỹ nha các em ha.
nội dung mình đặt vô cái mình thấy câu nào quen 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 thuộc của mình đánh là không được, trong khi đề nó không hỏi câu đó, đề nó là hỏi câu khác, đề là hỏi câu sai, nên nó không có hỏi câu đúng. Đại sứ vậy, các em phải chú ý cẩn thận, tức là thầy muốn luyện cho em khả năng đặt và phản ứng nhanh nữa, phản ứng nhanh. Rồi, con này thử coi nè, con này thử ha. Rồi, có bạn là lùi B, các bạn lùi A, Duy Minh nhận câu A. À, em mình Tấn Sĩ thì lùi B, Hồng Nghĩa chọn D, rồi Ngọc Lễ thì lùi lùi D. Nói chung cơ bản nhiều bạn lùi D ha. Bấm máy bật 26 trường hợp ra. Rồi, đúng rồi, câu nào đây? Hồng Phúc thì số 5 phần 6 đẹp đúng không? Lùi câu B đúng không? đi thi mình thấy câu nào đẹp đẹp đôi khi mình cứ đánh câu đấy theo cảm tính. Lùi D, Minh Phương D, anh Tuấn nhận câu C, Trần Lan là 2 phần 3 câu D. Rồi một số bạn các em cố gắng tính thử nha, các em cố gắng tính thử trong một thời gian mình suy nghĩ nhanh thử. Tại vì người ta thiết kế cái đề 150 câu trong 2 phút gần như không thể nào làm hết được các em ha. Không thể làm hết được. Cái đề đó gần như mình làm không thể nào hết được, chắc chắn các em phải đánh lùi. Gần như thầy không nghĩ là một người nào có khả năng làm full cái đề đó. Thậm chí cái đề toán trung học phổ thông rất khó có người nào làm full được đề đó, rất khó nha. Cho nên bây giờ đâu có ai 120 điểm đâu, không có đâu. Rất khó, gần như rất khó. Cho nên các em cố gắng trong cái thời gian hạn hẹp của mình làm thử ra sao ha, mình làm thử ra sao, mình suy nghĩ cái gì trong đầu lúc đó thử. Các em đang trong trạng thái gọi là tập trung cao độ và làm thử nha. Rồi, được chưa nào? Ôi, tổ tiên kêu chọn D luôn hả? Rồi, Thành Đạt chọn câu D. Ok, Đức Trần chọn câu D. Rồi, 3, 4, 5, 6, đúng rồi. Lùi một tháng. Rồi. Rồi lùi C. Nói chung là cơ bản là cái dạng này thì các em vẫn còn hơi lung túng tí đúng không? Rồi các em cơ bản hơi lung túng tí. Thì đây là một phương trình bậc 2 của lớp 9 mình học rồi. Để muốn phương trình có hai nghiệm phân biệt á, hai phương trình có hai nghiệm phân biệt nha, là delta phải lớn không nha. Delta phải lớn không? Đây delta phải lớn không là chắc rồi. Lưu ý hai nghiệm, người ta hỏi chỗ đây nghiệm phân biệt hay có nghiệm nha, các em phải nhớ nghiệm và nghiệm phân biệt. Nếu mà có nghiệm thôi á là delta lớn bằng không. Delta lớn bằng không, khi delta bằng không là nghiệm kép. Ha, còn delta lớn không á, delta bằng b bình phương trừ 4ac, delta bằng b bình trừ 4ac. Ở đây nó sẽ bằng b bình trừ 8. Lớn không tức là b lớn 2 hơn 2 căn 2, tức là b nó trong cuộc khoảng 3 4 5 6 thì nó sẽ là 4 phần phần 6 là 2/3. Đáp án là câu D nha. Đây thì nó là như vậy ha. B sẽ lớn hơn 2 căn 2, tức là cái con xúc xắc nó có 6 mặt 1 2 3 4 5 6 ha, thì nó chỉ có 4 mặt thôi, là 3 4 5 6 thỏa mãn lớn hơn 2 căn 2 là được ha. Nó sẽ ra câu hỏi này. Được không nào? Rồi, coi thứ ha. Phải coi thứ 2 căn 2 thì có bao nhiêu? 2 căn 2. 2 căn 2. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo là một câu hóa. Ôi, câu hóa này dài nè. Câu hóa này dài nhưng nó không khó lắm các em ha. Câu hóa này dài không khó này. Cho khí CO dư đi qua ống nung nắm đựng Al2O3 này, MgO, Fe3O4, COO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch nào H dư, phấy kỹ, thấy còn lại chất rắn Z không tan thì giả sử phản ứng sẽ ra hoàn toàn, thì Z là có thể chất nào sau đây? Magie sắt đồng, magie nhôm sắt đồng, magie oxit sắt đồng, magie oxit oxit sắt tử và đồng. Đây oxit sắt tử này, sắt ba oxit. Mình có hai loại, mình có ba loại sắt oxit. FeO là sắt hai oxit, Fe2O3 là sắt ba oxit, Fe3O4 nó kết hợp cả FeO và Fe3O3 là oxit sắt tử này ha. Rồi, em chọn câu nào nha? Quý sinh chọn câu C. Rồi, chọn câu nào nha? Rồi, Tiến Lực chọn câu C. Rồi, Lê Tiến chọn câu C. Câu này thiệt ra nó, các em thấy nó đâu có khó lắm đâu ha. Đâu khó lắm đâu. Thì nó dài, tuy nó dài nhưng mà nó vẫn dễ. Các em chỉ cần nắm một cơ bản về hóa đại cương thôi,
Sơ sơ Hố Đại Cương rồi, chắc chắn câu C ha. Hữu Thiện Chí chắc câu C. Tín Nguyễn thì câu C. Ôi câu C đúng rồi. MGO hình như chỉ tan trong kìm nóng ha. MGO rồi, dung dịch nào hắc dư. Rồi thì mày câu C. Hóa lụi C hả? Hóa mà kem lụi, mà lụi mà lụi đúng thì cũng 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 không hay ha. Rồi, Huy Vương dùng câu B. Rồi C sai đi ngủ. Rồi CO khử Fe3O4 và COO còn lại là HO3 tan trong đạm H, đúng rồi nha. Rồi thì nhiều bạn đưa ra cái này, thực ra câu này dài nhưng nó không khó lắm ha. Các em nhớ ha. Như vậy bây giờ mình có bốn cây oxit này nè. Khi mà người ta cho CO hoặc là H2 ha, người ta có những chất như là C hoặc H2. Khi người ta cho cái chất này người ta gọi là nhiệt luyện nha. Đây là quá trình nhiệt luyện luyện kim á. Mình có ba luyện kim nha, mình có ba loại luyện kim, đó là nhiệt luyện, đây là đây, thế là thủy luyện. Thủy luyện nghĩa là lấy kim loại mạnh đổi kim loại yếu, ví dụ như là Fe cộng CO2 thành FeCl2 cộng CO á, thì đó là thủy luyện. Hoặc là mình lấy đồng đẩy AgCl đẩy Ag ra. Nói chung thủy luyện ở trong môi trường nó hơi nhỏ nhỏ tí, nó không có nhiều à. Và thường thường mình người ta điều chế những kim loại mà kim loại kiểu như kim loại quý á, kim loại ít ít á, thì người ta dùng thủy luyện được. Nhưng đây là cái phương pháp nhiệt luyện, là cái phương pháp hay dùng này. Và phương thứ ba là phương pháp điện phân nóng chảy điện phân, đó là dùng cho kim loại mạnh từ nhôm trở về trước nha. Các kim loại mạnh dùng điện phân nóng chảy này em nhá, natri, kali, bari, canxi, magie, nhôm, từ nhôm về trước, đó là những kim loại mạnh, kim loại kim, kim thổ và nhôm à. Thì còn ở đây rõ ràng khi mà dùng CO này nó không thể nào mà biến đổi thằng này được, thằng này được, cho nên mình sẽ thu được Fe và CO nha. Mình thu được Fe và CO này, Fe và CO, Fe và CO ha, Fe và CO ha. Câu đầu tiên câu D loại, tại vì chắc chắn nó sẽ khử được từ Oxit thành Fe này. Thứ hai, khi bỏ vô NaOH, khi bỏ vô NaOH à, câu này loại luôn, câu này loại luôn, tại vì không thể khử được Mg à, câu này loại luôn rồi ha. Nó không 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 thể khử, không không thể khử khử được Mg đâu các em ha, không thể khử được Mg đâu. Sau đó nhôm á, nó vẫn, nó không khử được nhôm luôn nha, nó vẫn là dạng Al2O3, nó vẫn là dạng Al2O3, nhưng mà Al2O3 nó sẽ tan trong NaOH ha, tạo thành NaAlO2, tạo thành, thì nhắc luôn là NaAlO2 là natri aluminat này, natri aluminat. Cái Al2O3 nó tác dụng với cả axit cả bazơ, cả HCl cả NaOH luôn nhé. Trong môi trường này nó sẽ, cho nên các em cái phản ứng này phải thấy có thể khả năng xảy ra, tại vì người ta thấy hối lắm. Phản thủy luyện này, đúng không? Al2O3 lượng tính, vừa tác dụng axit vừa tác dụng bazơ nhé. Vừa tác dụng axit vừa tác dụng bazơ. Al2O3 là một oxit lượng tính ha. Ngoài Al2O3 mình còn gì nữa? Mình còn ZnO. Mình còn ZnO cũng là một cái lượng tính nha. ZnO chrome nữa, chrome Cr2O3 thầy không nhớ lắm. Nói chung là ba kim loại này Cr2O3 hay sao á, thầy không nhớ cái chrome này lắm. Cái chrome này nó cũng không có học nhiều, nó là cái phần kiểu như phần học thêm, hoặc là cái phần đôi khi người ta lược giảng bớt, cho nên cái chrome này chắc chắn là ZnO này và NaAlO2, AlO2, Al2O3. Lưu ý cái nhôm á, cái nhôm nha, cái Al này cộng NaOH này thì nó sẽ tạo ra hydro nữa ha, NaAlO2 nó cộng hydro bay lên nha. Cái phản ứng này rất hay được sử dụng nè. Còn khi Al2O3 cộng thì nó không cho đi phản oxy hóa khử, còn đây là phản bình thường thôi, được chưa nào? Đây là phản của C nha, chroma nha. Rồi Al3 lượng tính, rồi tiếp tục, đúng rồi, chrome bauxit á, chrome bauxit, chrome nó có nhiều hóa trị lắm cho nên mình không có nhớ được hết. Chrome là một phần này học thêm, đôi khi người ta lược bỏ chrome á, thì cho nên đôi khi mình không, cái chrome nó cũng hơi phức tạp à. Rồi cái tiếp theo nè, đây là một câu tư duy logic nha, đây là một câu tư duy logic nè. Một nhóm nam học sinh MNBQ RK xếp thành một hàng dọc trước quầy nước giải khát. Dưới đây là các thông tin ghi nhận được à, như vậy. Người ta hỏi là nếu cặp B và R KQ luôn đi cạnh nhau thì nói chung á, thì các em có thể thêm vô cũng được ha. Thì thầy viết phản ứng thì các em thấy rồi, thầy không có viết mấy cái chất phụ đâu. Thì phản ứng thầy không có viết mấy chất phụ, thầy không viết đầy đủ phản ứng đâu. Khi mà thầy làm bài tập đó, thầy không có viết đầy đủ phản ứng nha, tại vì cái nước có bao giờ người ta hỏi tính khối lượng nước đâu ha. Thầy chỉ viết mấy cái chắc chắn thôi, ví dụ như thầy viết nhôm thành hydro, nhôm cộng NaOH thành hydro thôi, được rồi, thầy cho nhận E trong thôi, nhôm cho ba, hydro nhận một là thầy làm được rồi. Thầy viết theo kiểu rút gọn và rút viết theo quý ông á, chứ thầy không viết phương trình. Cái phương trình của thầy là không phải phương trình phản ứng, mà là phương trình rút gọn hoặc phương trình ông rút gọn, hoặc là cái phương trình gì đấy mà miễn là thầy làm được bài tập thôi và thầy hiểu được thôi, những cái chắc chắn nha, chắc chắn. Rồi bây giờ một câu tư duy logic nha, một câu tư duy logic, em làm thử nào.
Rồi, Nhật Thanh chọn chọn câu B, Đen Khoa chọn câu B, Xuân Thanh chọn câu B, Lê Quỳnh chọn câu B. Rồi, không phải, thầy chế lại, thầy lấy dữ kiện 2020 nhưng thầy làm lại cái ha. Tức là thầy áp, thầy tiếp thu, thầy lấy cái dữ kiện của 2020 thầy thay đổi và thầy cho thêm nha. Rồi, Quang Minh chọn câu B. Rồi. Câu này thầy lấy một phần của D20 xong thầy cho thêm nhé, thầy cho thêm. Nên là nó không hoàn toàn là thầy cũng lấy lại một vài cái những dữ kiện này và thầy cho thêm vô và thổi khác đi tí. Rồi. Nhiều bạn rất nhanh nha, Thiên Mang nhận của B. Thiên Mang nhận của B. Rồi. Đọc chưa xong đề mà mấy bạn chọn rồi hả? Thì cái em phải ở trong tình trạng gọi là thật là nhanh ấy, tức là mình cái câu mà mình cái dạng mà mình tốt rồi á thì mình phải cố gắng làm nhanh, còn những cái dạng này mình phải tập trung ha. Rồi. Câu B, Thái Huy chọn câu D. M luôn đứng trước K, M luôn đứng trước N. Rồi, cô B, Khánh Trần chọn cô B, Anh Thư chọn cô B. Rồi, cô B nha. Ok. Đáp của thầy sẽ là cô B nha. Rồi, thầy sẽ sửa như sau nè. Thầy sửa nha. Bây giờ mình có 1 2 3 4 5 6. Thì cái em đầu tiên ha. M đứng trước Q nè, ba người này là nữ, ba người này là nam. Rồi, N đứng vị trí thứ nhất, thứ hai. Học sinh đứng sau cùng là nam. BR, KQ luôn là cạnh nhau. Thấy không? BR là ai? BR là hai nam đây và KQ là hai nữ đây nha. BR là hai nam và KQ là hai nữ, mà vì nam đứng sau cùng ha, em thấy nam đứng sau cùng không, cho nên á M không đứng sau cùng được, tại M đứng trước Q nha. M không thể đứng ở đây, M nó không thể đứng ở đây tại M phải đứng trước Q rồi, cho nên buộc chỗ cái chỗ này á phải là cặp B BR BR hoặc là RB, nói chung là hai cái ông nam phải đứng cuối cùng và ông đi chung nữa, cho nên buộc phải đứng cuối cùng này. À, ông đứng cuối cùng BR hoặc RB chứ không ai khác. Rồi bây giờ hai chị nữ này KQ, KQ thì đứng ở đâu? KQ trường hợp 1 KQ đứng đây được không? KQ đứng đây không được, tại vì N đứng thứ nhất là thứ hai rồi, KQ đứng đây không được. KQ đây không được này. Rồi KQ đứng đây thì sao? Nếu mà KQ đứng ở đây rồi á, KQ đứng này đúng không? Thì ông M phải đứng ở đây. Mà M đứng đây thì không có chỗ cho N đứng, tại N đã đứng thứ nhất, thứ hai mà chen hết vô rồi nó đâu đứng nữa. Thì KQ đứng đây, KQ buộc phải đứng đây. Và ở đây là M, MN hoặc NM gì đấy. Thì các em thấy ở đây chắc chắn M đã đứng trước K rồi. À, M không đứng cạnh Q được, M không cần đứng cạnh Q. Rồi M luôn đứng trước N, chưa chắc nha. Có thể NM chỗ đây cũng được. Nói chung NM trao đổi vị trí cho nhau, nhất nhì nhì nhất, cho nên ở đây không đúng, con này không đúng. Khi mà B nó không xác định được vị trí của B là cái câu này á, nó hên xui cái em ha. Câu này thực sự nó cũng không phải là câu hoàn toàn sai, tại vì mình đâu có biết M đứng đâu đâu, M đứng một hay đứng hai mình không biết. À, nhưng mà một câu chắc chắn là M luôn đúng trước K là câu nó chắc chắn hơn, chắc chắn 100% hơn nha. Đúng rồi, M đứng một hai, tức là M mình cũng xác định được vị trí của nó đấy, một hay hai chứ không phải là không xác định được. Cho nên cái câu D này cái khả năng nó vẫn không có đúng bằng câu B, câu B là câu chắc chắn nhất nha. Rồi câu tiếp theo nè. Rồi như vậy nếu cũng cái câu hỏi đó nha, mà nếu nam nữ xen kẽ thì điều này sẽ đúng luôn. Rồi nếu nam nữ xen kẽ thì điều này sẽ đúng. À, A M đứng nhất, B N không đứng nhất, câu C K không đứng nhất và câu R, câu D R buộc phải đứng nhì. Rồi, câu vừa rồi các em có thắc mắc gì không? Rồi, Gia Kỳ chọn câu C.
Đào Nguyễn chọn câu D. A Chim Én chọn câu C. Hương Nguyễn chọn câu C. Trần Lan thì chọn câu sơ. Câu sơ thi năng lực là câu sơ là chết rồi. Phương Uyên C, Quang Trần C, Thánh Nhẫn chọn câu C. Rồi Kiệt Hoàng thì Tắc Tây chọn câu C. Đây là thì những câu thầy cho cũng tương đối dễ thôi, tại vì tính chất của cái đề cái dạng kiếm thế này là thầy cho dễ để mà mình luyện tập mà đúng không? Rồi Xuân Cảnh chốt câu C, Nguyễn An chọn câu C, Thiên Bang chọn câu A. Rồi Thiên Bang nhận lại câu C đúng không? Rồi rồi câu C Văn Vũ chọn câu C đúng không? Khá đơn giản đúng không? Khá đơn giản. Rồi Tú Nguyễn chọn câu C, Bá Toàn chọn câu C. Rồi câu C rồi được không nè? Rồi Bảo Ngọc chọn câu C, không phải C đi ngủ. Không biết nãy giờ có bạn nào, có mấy bạn đi ngủ rồi, thấy cũng có nhiều bạn đi ngủ rồi đó. Rồi tiếp tục nha, bây giờ đáp án có thể là câu C nha. Câu này khá đơn giản thôi, cũng vậy thôi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì bây giờ nam nữ đứng xen kẽ ha, nam nữ đứng xen kẽ mà cuối cùng là nam rồi nè, cuối cùng là nam thì đây nữ, đây nam, đây nữ, đây nam, đây nữ đúng nào? Thì ở đây các em thấy nè, nữ đây là ai? Nữ là chắc chắn là chị nào? Chị N rồi, chị N nằm đứng đây rồi, chị N đứng đây rồi, tại chị N đứng nhất hạng hai ha. Mà chị N đứng nhất rồi á, thì K nó không đứng nhất được, K nó không đứng nhất được nha. M đứng nhất thì sẽ đúng, thì đúng này, đúng thì K nó không đứng nhất, đúng rồi, M nó không đứng nhất. M đứng nhất sai, N không đứng nhất sai, R buộc phải đứng nhì sai, R nó không còn đứng nhì được, R có thể đứng chỗ này ha, hoặc R đứng có thể đứng như này đấy. Rồi được chưa nào? Rồi câu này cái dạng này cũng 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 không khó nha, cái dạng này cũng vậy nha. Đúng rồi, Việt Nam nên cuối nên các nữ phải 134 134, mà 134 thì mà K là gì? K là nữ, nhưng mà K là không được đứng nhất, tại vì N nó phải đứng nhất nha, mình là vậy. Rồi ok, mình nói chung là những câu tư duy này các em chịu, kiểu kiểu như mình bình tĩnh mình làm tí là được. Đôi khi nó cái dữ kiện em nhiều ha, 1 2 3 4 tới 5 dữ kiện, tới 5 dữ kiện, các em phải kết hợp cả 5 dữ kiện đấy để mà mình làm thì được, chứ không thì nó sẽ thiếu sót cái gì đấy ha. N đứng thứ hai, N đứng thứ nhất hoặc thứ hai mà em, N đứng thứ nhất hoặc thứ hai nhé. Nhưng mà ở đây á, thứ hai là nam rồi mà N là nữ thì N không đứng thứ hai được, N phải đứng nhất nha. Rồi tiếp tục nào, một câu phân tích số liệu nha, à mà câu câu địa lý chứ, địa lý. Các đô thị có quy mô dân số từ 5 triệu đến 10 triệu là cái này có đẹp ha, 500 ngàn chứ, 500 ngàn đến 1 triệu. Rồi dễ bị nhầm, các đô thị có dân số từ 500 ngàn đến 1 triệu là, đây là các em phải sử dụng Atlas nhé, các em sử dụng Atlas đây, các em sử dụng Atlas. Không có Atlas thì nó là một thiệt thòi cho mình. Các em sử dụng Atlas, các em tìm trước, các em ở nhà coi trước đi, cái dân số nó nằm ở đâu ha, cái dân số nó nằm ở đâu này, sau đó mình sẽ mò, mình bơi lội ở trong cái dân số đó ha. Ở đây nè thì các em có thể xem trang số 17, các em xem trang số 17, cái dân số mà từ dưới 10 triệu hả, xin lỗi, nhầm nhầm nhầm, không phải trang số 17, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, cái nào trong mất tiêu rồi. Các em cứ xem trong này nè, khoáng sản thì chắc các em xem trước đi, cái dân số nó cái nào hoặc là cái gì đó thì mình sẽ tìm nha. Các em xem trước Atlas đi, rất lợi thế, mình sẽ lật Atlas luôn. Nếu mà các em tốt rồi thì đâu có cần phải làm nữa, đâu đâu cần phải Atlas nữa, nếu mà các em địa lý tốt rồi đâu có Atlas nữa. Nhưng mà trong Atlas nó có nhiều lắm. Được nha, các em đi thi dùng Atlas được nha, các em dùng Atlas, nên dùng Atlas, nên dùng Atlas nha. Rồi thử coi nào,
Rồi từ 500 ngàn thì ghi chỗ là 500 ngàn đến 1 triệu nè. Đó, cho nó dễ nha. Đúng rồi, trang 15 đúng không? Trang 15. Rồi, trang 15. Atlas trang 15. Cái Atlas là nó được chuẩn hóa rồi á, cho nên mình dễ làm, mình dễ xem nha. Thì các em có thể xem ở chỗ này, quy mô dân số là từ 500 ngàn đến 1 triệu người, là cái hình vuông mà dấu chấm tròn nhỏ nhỏ ở trong đó, và các em xem thử nha. Thì ở đây là mình có Đà Nẵng này, đúng rồi nè, Biên Hòa này và Cần Thơ, rất rõ nha. Đà Nẵng, Biên Hòa, Cần Thơ, các em thấy Đà Nẵng, Biên Hòa, Cần Thơ là ba cái nó có dấu hiệu là hình vuông, nó có cái hình vuông này, nó có cái hình vuông và ở trong chấm tròn nhỏ nhỏ, các em thấy ba chỗ đấy là nó sẽ ra được nha. Rồi, nó là câu C nha, nó là câu C, nó là câu C. Được nè, nó cũng không khó lắm nha. Hầu như thầy cố gắng cố ý kiểu cho mấy câu mà các em sử dụng Atlas á, tại vì một câu này nó khoảng 7 8 điểm lận, nó rất là giá trị, cho nên nếu mà mình chọn sai thì nó sẽ hơi uổng tí. Trong khi mình nếu các em coi Atlas một tí là mình biết cái trang đó là cái nào cái nào cái nào, thì mình vô mình phấn nhanh hơn và mình sẽ có được điểm câu đó nha. Tốt, cố gắng lên. Rồi, câu này nè. Rồi, câu một, câu hóa nha. Cho sơ đồ chuyển hóa sau, mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng tinh bột, ra chất X, ra chất Y, ra chất Z, ra methyl acetate. Thì các chất Y và Z trong sơ đồ có thể lần lượt là câu A, rượu ethylic, axit acetic, câu B là axit acetic và rượu methanol, câu C là axit acetic và rượu ethylic, và câu D là khí eten này, eten và axit acetic nha. Không có em, cái câu tối thiểu á, người ta phải cho cái câu tối thiểu là 3 điểm, 7 điểm, 8 điểm nha. Người ta phải có câu tối thiểu chứ không thể nào mà nó tính theo tỷ lệ 1 2 điểm là chết luôn á. Ví dụ như cái câu mà đúng nhiều nhất là người ta cho nó là 7 điểm chẳng hạn, như thầy cho vậy. Các em thấy thầy tính không? Thấp thấp điểm nhất là 7 điểm. Câu nào mà các bạn làm đúng nhiều nhất là 7 điểm, xong từ cái 7 điểm làm móc, thầy tính ngược lên. Thầy tính ngược lên nó sẽ ra được cái tỷ lệ của mấy cái câu còn lại, chứ không phải là nó thấp điểm thiệt thấp đâu. Thường thường đúng rồi, nằm trong khoảng 7 đến 10 14. Có những câu là thầy tính lên tới 15 luôn á, tại vì cái câu đó nó sai quá nhiều, như cái câu bữa ao sâu cá cả, các em nó gần 15 điểm nha. Câu đó là gần 15 điểm, tại vì mình đâu có biết được đâu. Hoặc là cái câu bữa có thể gần 15 điểm nhưng ít lắm, nó 13 phẩy mấy, 14 phẩy mấy, 14 1 phẩy 2 thôi, tại vì nó đâu có biết tỷ lệ bao nhiêu. Cứ cho câu đúng nhiều nhất là 7 điểm, rồi sau đó tính ngược lên nó lên được bao nhiêu nó lên. Rồi, Nguyễn Lộc chọn câu A ha, Thương Mang chọn câu A, Minh Thuận chọn câu C. Minh Thuận chọn câu C. Rồi. Cơm đường mắm rượu. Cơm 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 đường rượu giấm ha. Cơm đường rượu giấm. Rồi este nữa em, luôn este, cơm đường rượu giấm rồi este nữa. Este methyl acetate nè, este ha. Rồi. IZ mà hỏi IZ nha, hỏi IZ nha. Hỏi IZ nha. Rồi đọc kỹ hỏi IZ nha. Rồi, Liên Nguyễn chọn câu A, Thu Nga chọn câu A, Thiên Mạng chọn A, Thư Thanh Thanh Thư chọn câu A, Bá Toàn chọn câu C, Bá Toàn chọn câu C. Rồi, X là gluco, một số bạn chọn câu B. Rồi, Nữ Châu chọn câu A, Văn Vũ chọn câu A. Cơm đường rượu giấm este, đúng rồi nha. Đó là một cái chủ ý người ta làm như vậy. Có thể tinh bột nữa, thường thường là có thể là cellulose nhé nhé. Cái tinh bột này nè, cái tinh bột nó là từ gì, từ gạo hoặc là sắn người ta lên men. Rồi, đáp án của thầy nha, đáp án thầy là câu A này. Tinh bột là gì? Tinh bột là C6H10O5 ha. Tinh bột là C6H10O5, xong đó nó sẽ bị thủy phân trong môi trường, thủy phân là C6H12O6. Cái này có thể là gluco thừa, cái này là gluco nha. Là các em phải nhớ tinh bột nó tạo từ alpha gluco nhé. Nhớ này, manto á, là hai góc gluco, sắc ca á, là một alpha gluco một beta fructo, cellulose và tinh bột á, nó đều là gluco hết nha. Trong đó tinh bột á, là nó sẽ có hai loại mạch amylose và amylopeptin. Amylose là mạch thẳng, amylopeptin là có nhánh nha. Còn cellulose là nó mạch thẳng luôn thôi mà nó rất là dài. Cellulose và tinh bột không phải là đồng phân các em ha. Cellulose và tinh bột không phải là đồng phân, tại vì cái phân tử nó khác nhau, nó không phải, tuy là nó ghi là cũng là C6H10O5 n lần, nhưng tinh bột và cellulose không phải đồng phân nha. Tại đây là gluco này,
từ gluco mình sẽ lên men, mình sẽ lên men, nó tạo thành rượu etylic là C2H5OH. Lên men rượu. Từ lên men rượu mình sẽ lên men giấm. Từ lên men rượu tạo thành lên men giấm là C3 axit acetic này. Từ axit acetic mình sẽ vào cái này là C3 COO CH3. Đây. Như vậy là từ axit acetic mình ester hóa đi, tức là mình cộng ngược lại, mình cộng cái chất này này, mình cộng cái chất này này. Methionine mình cộng chất này này ha, mình lấy cái chất này. Mình cộng cái chất này, mình sẽ ra được cái chất này. Methyl acetate, axit acetic cộng rượu methanol tạo thành methyl acetate, được chưa nào? Rồi, đây là cái chuỗi nó như vậy, cái chuỗi nó như vậy. Đây là lên men, người ta có thể dùng bất cứ sản phẩm nào cũng dùng được nha. Cái sản phẩm này dùng cũng được nè. Cái này dùng được nè, cái này dùng được, cái này dùng được, cái này dùng cũng được ha. Và cái này cái ester ethyl cũng dùng được. Nói chung là cái đây là cái chuỗi kinh điển nha. Cái chuỗi này kinh điển nha. Rất là kinh điển. Mình làm nhớ có thể người ta ở trong đề thi người ta cho cái chuỗi này, nhưng mà người ta kiểu như người ta hiệu suất rồi cho cái khối lượng thằng này rồi ra khối lượng thằng kia bao nhiêu vân vân và vân vân. Người ta cho một tấn gạo có 80% tinh bột, rồi với hiệu suất bao nhiêu phần trăm đấy ra được chất đấy bao nhiêu ha. Thực ra phản ứng thì cũng dễ thôi, nhưng mà để tính toán nhiều thứ thì nó cũng hơi rối tí ha. Thì các em share giúp thầy nha, các em share giúp thầy nha. Tại vì một phần thì để nhiều bạn biết tới ha, nhiều bạn biết tới nha. Rồi cảm ơn Ngô Khe nha, nhắc nhở các bạn share giùm thầy ha, share giùm thầy nha. Rồi tại vì live xem thầy, live pay xem thầy để mà nhiều bạn biết đến nha. Kỳ thi này khoảng 70.000 bạn, thì tất nhiên có rất nhiều bạn cũng chưa có biết đến cái bay của thầy, cũng như là chưa biết đến những cái kênh của thầy, thì các bạn coi như cũng bị hơi chới với trong kỳ thi này, cho nên các em share, mỗi lượt share của em có thể giúp các bạn nhiều bạn tiếp cận hơn. Thầy cũng làm luôn ha, thầy thì cố gắng giúp các em kỳ này và kỳ sau nữa ha. Rồi tiếp theo nè, rồi một câu tiếng Việt trong các từ sau: chắp bút, eo xèo, khúc khí, khen khái, rây rứt, rút cuộc cục, thì có bao nhiêu từ sau chính tả? Rồi câu này câu nào nè, rồi cảm ơn các đã share kênh của thầy nha. Thì nãy giờ cao nhất là khoảng hơn 1.000 bạn ha. Các bạn thì các em cố gắng em share để mà có nhiều bạn biết đến, khoảng hơn 70.000 người thi lận, không những đợt này mà đợt sau nữa và những năm sau nữa. Nếu mà mỗi em giúp cho thầy một share thì sẽ tiếp cận được nhiều bạn hơn và thầy giúp được nhiều bạn hơn ha, thầy giúp được nhiều bạn hơn. Thì như các em thấy ấy, một mình thầy cũng làm rất là nhiều, một mình thầy không có ai soạn chung với thầy cả, tại vì không có ai mà biết được nhiều môn. Tại vì thầy không thể nhờ mỗi người một môn được, 10 môn, em thấy 10 môn cứ nhờ mỗi người mỗi môn, thầy ngồi thầy gom lại, thầy nói với người ta hết giờ luôn. Cho nên mình thầy làm luôn cho rồi nha. Thầy cũng nhờ một số bạn gửi cho thầy 3-4 câu hỏi, rồi thầy ngồi nói chuyện bạn đó một buổi, rồi nói chuyện bạn khác một buổi, quần hết ngày thầy làm rồi mà thấy không ổn. Cho nên thôi thầy cố gắng làm luôn, thầy ráng đọc nhiều tài liệu chút, đọc sách một tí là thầy đọc xem sách một tí để mà thầy cho đề các em, tại vì đề thứ nhất nó cũng không khó, kiến thức cũng tương đối cơ bản thôi. Thứ hai nữa là thầy like một mình thế này nó tiện hơn. Còn nếu mà cứ mỗi lần like, cứ mỗi người này like, người kia like, đôi khi người này bận, người kia không làm được, rồi đường truyền nó lỗi, các em nó bị mất cái khoảng thời gian của các em không có làm tốt được. Cho nên thầy cố gắng, mấy bạn, nhiều bạn hỏi sao thầy làm được nhiều thứ. Đâu có thầy làm được nhiều thứ đâu. Thầy phải nghiên cứu rất nhiều ha, phải nghiên cứu học, đọc rất nhiều, đọc ngày đêm các em ha, để mà biết được kiến thức của em. Tất nhiên kiến thức nền thầy cũng có rồi, nhưng mà phải học thêm rất là nhiều ha. Rồi các em chọn câu nào nè. Bao nhiêu ABCD nhé, ABCD nhé, ABCD. Các em chọn thầy ABCD thầy biết nha. Có nhiều bạn là chọn ba câu là khang khái rồi rút cuộc. Các bạn chọn câu A nha. Rồi rồi Minh Thuận là chọn câu C, năm từ. Cái tiếng Việt mà em cái tiếng Việt từ từ thử. Ngân Dương chọn câu A, Minh Huy chọn câu B. Rồi rất nhiều. Rồi Nguyễn tiếng Anh thì chọn câu B, Kỳ Đình thì chọn câu A ba câu, Lê Ngân thì bốn câu đúng không, bốn từ đúng không.
Thiên Bang là chọn câu A. Rồi, câu A. Câu Ngọc Hiếu chọn câu B. Rồi Tuấn Trần chọn câu của A đúng không? Ba từ khẳng khái để rút cuộc đúng rồi ha. À, chấp bút rồi, các em cố gắng đừng có dò Google nha, mình làm luôn cái khả năng của mình tại chỗ thứ bao nhiêu. Mấy từ này em dò trên điện, dò trên Google là có, tất nhiên nó sẽ lâu hơn bình thường thôi. À, các em biết từ này thì các em sẽ làm nhanh hơn nhiều. Rồi Mai Đình thì chọn câu B, Nhật Huy chọn câu B 4 để sai đúng không? Đó, Phước Nguyễn thì nghĩ là eo xèo, Bảo Nguyên thì chọn câu A. Rồi rồi Tuấn Kiệt thì vẫn là câu, thì rõ ràng đôi khi mình xác định cái từ đấy nó không đúng đúng nhưng kết quả nó vẫn đúng nha. Rồi đáp án của thầy là câu nào đây? Đáp án của thầy sẽ là câu B nha. Câu thứ nhất á là eo xèo, không phải eo xèo nha, cái này á là khẳng khái, khẳng chứ không phải khỉnh ha. Cái này là rây rứt, cái này là rốt cuộc chứ không phải rốt cục nha, rốt cuộc chứ không phải rốt. Eo xèo mạch nước mũi đỏ đông chứ không phải là xèo ha. Cái xèo 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 giống bánh xèo ha, xèo 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 là bánh xèo á. Rồi đây là khẳng khái chứ không phải khỉnh khái, khẳng khái chữ a thôi chứ không phải khẳng khái nha, khẳng khái ha. Rồi đây là rây rứt, rứt là rứt tê, và rốt là rốt cuộc chứ không phải rốt cục là không không chính xác, từ rốt cục, cuộc là cái cuộc chơi hay cái gì đấy, nó rốt cuộc là cuối cùng lại đó, được chưa nào? Không chấp bút ra, không phải chấp nha, không phải chấp bút, không phải là chấp bút đâu, không phải là chấp vậy đâu, mà là chấp nha. Cái chấp này là không đúng nha, cái chấp này là sai, cái chấp bút nha, chấp bút. Rốt cuộc nha, rốt cuộc phải rốt cục nha em, rốt cuộc. Rồi các em cứ xem lại một số từ các em cảm thấy mà chưa chính xác nha. Các em có thể xem lại một số từ nha. Cái đây thầy nói là chấp bút nè, eo xèo, khẳng khái, rây rứt tê và rốt cuộc. Hay, được chưa nào? Được chưa nào? Rồi chính tả tiếng Việt vẫn là một cái gì đấy nó rất là đôi khi mình nghĩ nó vậy chứ mà mình không dùng nhiều tiếng Việt tiếng Anh là vậy em. Cái tiếng Anh khi và viết á, rất dễ sai chính tả mà mình cũng rất là đuối khi mình dò chính tả tiếng Anh á. Nhưng mà tiếng Anh được cái á, là nó có cái từ cái phần mềm tiếng Anh nó dễ hơn, tại tiếng Anh nó không có dấu ha. Còn tiếng Việt thì nó lại khó hơn tí xíu. Rồi các em like share giúp thầy cái page của thầy nha, like share giúp để mà thầy có nhiều bạn có thể biết đến cái page của thầy và cái kênh của thầy để các bạn xem nha. Cảm ơn các em đã like và share kênh của thầy, follow kênh của thầy nha. Rồi tiếp theo, rồi một câu tiếng Anh này. The cultural has been with the arrival of immigrants. A. Diverse. B. Diversify. Câu C là diverge và câu D là diverted. Diverted. Đôi khi có những hai từ mà người ta chấp nhận thì các em xem thử cái từ nào mà ở trong từ điển nó ghi nhiều hơn nha. Từ điển nó ghi nhiều hơn hoặc là từ điển chấp nhận công nhận thì mình sẽ dùng từ đó. Nhất là các em xem trong sách giáo khoa á, cái trong sách khoa nó có cái từ nào thì mình dùng từ đó trong sách khoa, sách ngữ văn á ha, sách ngữ văn. Các em xem thử chấp bút hay là chấp bút, rốt cuộc hay rốt cục ha. Các em xem cái từ đó thử 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 chính xác không, tại tiếng Việt thì đôi khi từ điển nó cũng sai mà. Từ điển có người chọn còn sai, vừa rồi từ điển có chọn lên cũng rất nhiều người, từ điển tiếng Việt á cũng rất nhiều ý kiến là có vài từ sai nha. Rồi câu thầy một vài bạn nha, Hữu Thịnh chọn câu A, Lê Tiến chọn câu B, Mai Anh chọn câu B, Huy Biện chọn câu B, bạn Xuân chọn câu D, Đỗ Hà chọn câu B, Ngọc Lan chọn câu B, Vĩ Nhân chọn câu D, Hồng Sơn chọn câu D, được không? Rồi Dương Nguyễn chọn câu D, rồi nhiều bạn chọn câu D, nói chung là D với B là nhiều nha. Thiên Bang chọn câu B, Anh Thư chọn câu B. Rồi chọn câu B bị lụi ha. Thì đôi khi một từ mình dùng vậy mình không để ý, giáo viên không để ý á, thì mình dùng cái từ đó nó không chính xác, nó mình nghĩ là đúng nhưng mà các em thử dò lại coi ha, các em thử dò lại. Thậm chí đôi khi những cái từ tiếng Việt tiếng Anh á, đôi khi mình nghĩ từ tiếng Anh nó vậy nhưng mà ghi không phải vậy ha, đọc nó cũng phải vậy.
Rồi, Thúy Kiều thì theo mọi người chọn B. Rồi, Thiên Bang thì B. Rồi. Rồi Mai Vi lùi B, lùi B ha. Khánh Linh thì chọn B. Rồi. Rồi, các em cứ chọn thử nha, các em chọn thử nha. Rồi, đáp án của thầy sẽ là câu nào đây? Đáp án nè, B nè, đáp án của thầy sẽ là câu B nha. Diverse nghĩa là cái cultural này, tức là cái nền văn hóa này nó được đa dạng hơn với cái sự arrival là đến ha, là tham gia đến gì đó. Immigrants là những cái người gọi là nhập 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 cư vô á, immigrant tức là người nhập nhập cư vô á, tức là hay nói cái khác là cái người nhập cư này làm cho cái cultural nó diversify lên, tức là nó phong phú đa dạng lên ha. Từ này nó mang nghĩa là kiểu như một từ mang nghĩa tính từ là nhiều hơn ha, tính từ kiểu làm cho nó đa dạng lên, làm cho nó đa dạng hơn. Còn những cái từ này nó không không đúng nghĩa, nó không không đúng nghĩa nha em ha. À, các em không đúng nghĩa nha. Rồi cái từ chấp bút thì các em xem lại nha. Rồi các em xem lại cái từ này nha. Rồi câu B, câu 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 này là từ diverse, nó là mang nghĩa tính từ nha, coi như là mang nghĩa tính từ ấy. Từ has been mà tức là nó động, nó làm cho đa dạng lên, làm cho đa dạng lên. Cái diverse này là ngược hướng lại là không được, diverse. Rồi được chưa nào? Đúng rồi, đa dạng hóa. Rồi câu này, ôi câu này cứ nó lỗi 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 thế này nhỉ. Rồi câu này thì đóng ngoặc lại tí thôi, dục trừ. Rồi câu này các em thử làm nào, trong không gian OX, YZ cho 3 điểm M 111, N là 234 và B là 775 thì D tứ giác MNBQ là một hình bình hành, thì tọa độ điểm Q là cái gì? Cái này là 6 trừ 5 các em ha, 6 5 2. Cái này hình như là thầy bị nhầm này, đây là trừ 6 5 2 này, cái này là trừ nha, trừ 6 5 2, cái này là 6 5 2, cái này là 6 trừ 5 2 và cái này 6 trừ 5 trừ 2. Rồi câu này, rồi cái dạng này nó hơi hay lỗi tí, hay lỗi tí, từ từ. Rồi các em chọn nào thử nha, huy biện nhóm của B nè. Rồi thanh đạn chọn của B, phương thủy chọn của B. Cái đây là không gian ba chiều, không gian ba chiều các dạng này thầy cho dễ, câu này thầy cho dễ ha, thầy cho kiểu như là để mình luyện tập tí thôi về vector thôi ha, về vector các vector bằng nhau. Rồi câu B, rồi quy vương nhận của B, thiên bang nhận của B. Rồi ôi thiên bang chắc chắn quá, chọn của B quá trời, thắng nguyễn nhận của B. Rồi câu B ha, thì đáp án của thầy sẽ là câu B nha. Thì ở trong mặt phẳng, ở trong MNBQ này, M hình bình hành đúng không, MNBQ M N B Q ha. Thì để mà cái này là hình bình hành á thì mình phải có cái vector, chẳng hạn vector này này bằng vector này, tức là vector MN bằng vector QB. À, thì cái MN các em tính được ha, MN thì ở đây mình lấy là MN nó sẽ là 1 2 3. À, QB nó sẽ là như các em tính ra nó sẽ là đủ này, cái này là 1, cái này 1 2 và 3. Cái này QB là 1 2 3 luôn. Cho nên nó bằng nhau nha, vector QB ha. QB thì lấy ở cái này trừ này này là 1 này, 2 là 3. Đó, thì cái dạng này dễ thôi ha. Cái dạng này dễ. Cái này thì nếu mà người ta cho cái dạng mà kiểu như đồng phẳng rồi nó mới khó hơn một tí, đồng phẳng ha. Ví dụ ba tìm M đó, cái này đồng phẳng hoặc là không đồng phẳng á thì nó sẽ khó hơn một tí, khi đấy là các em áp dụng công thức tích vô hướng chứ tích mô đun, tích vô hướng tích mô đun ha, tức là em m giả sử mn đi, giả sử thầy cho mn nha, nhân cho mb nhân cho mq, cái này nó mới khó.
cái này nếu bằng không là đồng phẳng, còn nó khác không á là nó không đồng phẳng, thì nó sẽ khó hơn một tí xíu. Còn nếu mà cho hình bình hành này thì dễ ha. Rồi, có thế nào? Câu sự trong chiến lược chiến tranh cục bộ năm 1965 năm 1968 ở miền Nam Việt Nam, Mỹ thực hiện một thủ đoạn mới nào sau đây? A là tiến hành việc dồn dân lập ấp ra các chiến lược. Câu C là sử dụng chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận. Câu C là mở những cuộc hành quân tìm diệt và bình định. Câu D là sử dụng ngoại giao với Trung Quốc và Liên Xô. Rồi, Đinh Khoa chọn câu A, Ánh Nguyễn chọn câu A, Thiên Minh chọn câu A. Thiên Minh này chọn nhiều ha, rồi cũng khá, cũng tương đối đúng ha, khá tích cực. Khang Lê chọn câu A, Minh Hiếu chọn câu C, Nhi Thường chọn câu A, Dương chọn câu C. Rồi, rồi. Chiến tranh này là chiến tranh cục bộ, chiến tranh cục bộ nha, không phải chiến tranh đặc biệt. Thì mình có các chiến tranh như cục bộ nè, chiến tranh đặc biệt nè, Việt Nam hóa chiến tranh à, thì đó là những cái chiến lược của Mỹ Ngụy đề ra để mà đánh mình giai đoạn năm 65 75 65 75 rồi. Kim Lân chọn câu A, ấp chiến lược. Rồi C chắc chắn. Rồi Nhật Vi chọn câu C. AB là chiến tranh đặc biệt. Rồi sử dụng chiến thuật là trực thăng vận, là thiết xa vận. Rồi Minh Duyên là bè lái Phúc 90 chọn câu C. Rồi Ái Phương C. Rồi rồi Quỳnh Như chọn câu C. Rồi một số bạn, rất nhiều bạn chọn câu C ha. Thì ban đầu đọc vô thì có thể bị nhầm, tất nhiên là cái này không ai chắc chắn được. Môn sử nếu các bạn học chuyên sử thì tốt, học được sử thì tốt, còn không thì nó cũng rất là dễ nhầm. Thì tất nhiên câu A, câu B là trong chiến tranh đặc biệt dùng dân lập ấp để quản lý cho dễ, còn câu C là tìm diệt bình định là trong chiến tranh cục bộ ha. Còn sử dụng ngoại giao Liên Xô Trung Quốc thì cái này mình không có nghe nói nhiều, nhưng chắc chắn họ cũng luôn luôn sử dụng phương pháp này để mà ngoại giao Liên Xô Trung Quốc ha. Tại vì chắc chắn chiến tranh Việt Nam thì được sự hỗ trợ rất nhiều về vật chất cũng như tinh thần của anh cả Liên Xô và anh hai Trung Quốc ha. Chiến tranh Việt Nam thì cần rất cần sự giúp đỡ của hai hai, hai cái nước xã chủ nghĩa này, được chưa nào? Rồi thì câu tiếp theo, câu sinh một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16 a lớn a lớn, 0,48 a lớn a nhỏ, 0,316 a nhỏ, tần số alen a nhỏ của quần thể này là bao nhiêu? Câu này khá dễ nha. Rồi, bác to nhỏ của B, sinh bỏ lụi D, Thái Huy câu B, Trần gì, Dương Nguyễn thì sinh thì lụi, cô sinh hóa các em lụi nhiều quá. Hai, đây là định luật phát đi Van Best thôi ha, quần thể này là cân bằng rồi này, quần thể này là cân bằng rồi, quần thể HD Van Best. Câu này là rất dễ rồi, câu này thầy cho thì cứ ôn lại bài tập thôi, và cũng nhân cái việc cho bài tập này thầy giảng thêm cho các em một số kiến thức liên quan đến những kiến thức này nha, một số kiến thức liên quan đến cái chủ đề này, chứ thầy không có cho những câu khó ha. Rồi ở đây á, là định luật HD Van Best này, ví dụ như là cái tần số của alen A nó là B, A thì nó là Q, khi mà B bình cộng 2BQ cộng Q bình á đấy, thì khi nào cái quần thể nó thỏa mãn điều kiện này thì nó là cân bằng di truyền, nó là cân bằng di truyền, và cái nó sẽ ổn định cái tần số kiểu tần số kiểu tần số alen và tỷ lệ kiểu gen. Đây gọi là tỷ lệ kiểu gen, cái này gọi là tần số alen. Tần số alen nó có hai alen a lớn a nhỏ à,
và đây gọi là tỷ lệ kiểu gen khi mà quần thể nó đạt trạng thái HD Van Best rồi ha, định luật HD Van Best rồi thì nó sẽ duy trì cái này qua nhiều thế hệ. Nếu mà không có những điều kiện như đột biến gen, di nhập gen hoặc là cái gì đấy thì nó sẽ duy trì cái thế hệ này. Thì các em thấy ở đây là nó đã thỏa mãn rồi, có hai cái tính nè. Nếu mà các em thấy là cái này thỏa mãn rồi á thì các em chỉ cần canh cái này lên là ra 0,6 rồi ha, 0,6 rồi ha, còn đáp án của B nha. Hoặc là các em có tính thế này nè, cái này nè, ở trong cái này nè nó sẽ có 0,24 là A lớn và 0,24 A nhỏ, tại vì A lớn A nhỏ này nó phân ra 0,24 A lớn, 0,24 A nhỏ kết hợp với 0,6 cái thằng này nữa, à, kết hợp với cái A này nè, à, 0,36 thằng này nữa, à, thì mình sẽ là 0,36 cộng 0,24, nó sẽ ra được là 0,6 ha. Đây định luật HD Van Best nha, định luật HD Van Best tức là khi mà người ta cho một cái tỷ lệ tần số A lên, mình sẽ suy ra được tỷ lệ kiểu gen, và người ta sẽ hỏi cái tỷ lệ cái tỷ lệ kiểu gen nào là cân bằng theo HD Van Best, thì mình sẽ áp dụng cái phương pháp này ha. Rồi, ok, tiếp tục. Câu một cuộc sử cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đã câu A lật đổ chính quyền tư sản lâm thời mới ra đời ở Nga, câu B lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng, câu C là xóa bỏ được những tàn dư của chế độ cũ nước Nga, và câu D là cải tổ các Xô Viết công nhân nông dân và binh lính. Rồi lùi B ha, chưa gì mà có David, Dương David lùi B rồi, Huy Vương lùi B luôn, rất nhiều à, thiên bang nhận của B rồi. B sao mà nghĩ đi học rồi. B sai làm tiếp, Dương Nguyễn B sai làm tiếp thì tất nhiên đi thi mình không ai sửa cho mình đâu, đi thi chính thức không ai sửa cho mình đâu. Các em thi xong mắc cười lắm, cái này thi xong mắc cười lắm cái ha. Các em thi trung học phổ thông quốc gia đúng không? Thi xong là về mình đem đề về, mình nhờ thầy cô sửa, mình lên mạng mình coi, mình trao đổi với bạn bè. À là mình biết nó như thế nào mình đoán đoán được sơ sơ cái điểm của mình. Hoặc là mình biết mình chết hay mình sống, nhưng mà thi cái này mình không biết mình chết sống đâu. Thậm chí các em coi điểm xong á bất ngờ. Điểm mình sao nó như thế này, đôi khi nó vậy, nó khá là hay nha, nó phải hay. Rồi sao B nhiều vậy, rồi rồi phân vân giữa D C mà chọn A, phân kí nhân phân vân giữa C D mà chọn A đúng không, tức là phân vân giữa C D nhưng vẫn chọn lùi là A, và B sai đi ngủ Đức Đức Hòa. Rồi thành đạt thì B là tháng 2 rồi. Rồi Lê Lý Nguyên thì dăm ba cái môn sử này thì không biết cái đánh lụi được không, cái đánh đúng không đây. Thì người ta đúng sai khi mà người ta đã người ta, mình đâu có biết chấm sai đúng không các em ha. Đi thi năng lực mình không biết cái gì luôn á. Ví dụ đi thi năng lực là kỳ thi nó rất là kỳ lạ. Mình không biết mình đúng câu nào, mình không biết mình sai câu nào luôn. Và không có đề, không có đáp án, không có gì hết trơn á. Mình vô sao mình ra vậy à? Ha, mình vô chẳng có thể đôi khi ngủ giấc dậy rồi về làm xong rồi hả, ngủ 1 tiếng rưỡi, ngủ 1 2 tiếng rưỡi xong về không biết gì hết trơn, ngủ sắc rạc, mấy bạn ngủ sắc rạc đi thi về, mấy đi thi về mấy anh chị thôi ngủ sắc rạc luôn, phòng 30 40 người gì mà ngủ hết rất là phát cái đề xuống 16 trang A4, em nghĩ 16 trang A4 nó dày cũng phải full mặt luôn, full mặt luôn nha. Thì nói chung là nó rất là vui, thi cái này rất là vui. Rồi đáp án của thầy là câu A, lưu ý ở Nga năm 1917 tức là thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra, chiến tranh thế giới thứ nhất là lúc đó ở Nga là có hai cuộc chiến thứ nhất, có hai cuộc cách mạng là cách mạng này tháng 2 này, tháng 2 là lật đổ cái quân chủ chuyên chế Nga hoàng. Sau khi lật đổ cái quân chủ chuyên chế này á thì ở Nga nó tồn tại hai chính quyền. Sau đó người ta làm tiếp tục một một cuộc cách mạng tháng 10 nữa, tháng 10 nữa để lật đổ cái chính phủ tư sản lâm thời. Tức là hồi đó nó tồn tại hai chính phủ tư sản lâm thời và cái tư giả tư chính phủ của xã chủ nghĩa của Lenin hồi đó. Cho nên Lenin coi như là
không thể tồn tại hai cái chính phủ cùng một lúc được, cho nên là một cách cách mạng vô sản tháng 10 nha, cách mạng vô sản tháng 10 nha. Cái này là tạo, để lưu ý cái này là tạo ra thời kỳ mới luôn các ha. Sau khi cách mạng tháng 10 Nga thành công này, coi như là mở ra thời kỳ mới cho thế giới luôn. Đây chính là không phải chiến tranh thế giới nhất, không phải chiến tranh thế giới thứ hai, mà chính là cách mạng vô sản Nga mới là cái sự kiện lớn nhất thế kỷ 20, mở ra thời kỳ mới cho cả cái thế giới này, tại vì nó tạo ra một cái chế độ mới, đó là chế độ xã hội chủ nghĩa. Tại vì tư bản chủ nghĩa chiến tranh hồi giờ rồi, thứ nhất thứ hai là chiến tranh hồi giờ rồi, xưa giờ rồi, chiến tranh hoài luôn, tư sản là chiến tranh hồi giờ, nhưng mà đây là cuộc chiến tranh đầu tiên mở ra một chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ tư sản nha, chế độ xã hội chủ nghĩa. Cho nên đây là cái sự kiện rất là quan trọng và cuộc cách mạng tháng 10 ngày được chưa nào. Rồi câu tiếp theo, khi nói về đột biến gen sinh nha, phát biểu này đúng, gen đột biến luôn được biểu hiện thành kiểu hình. Câu B, gen đột biến luôn di truyền cho thế hệ sau. Câu C, gen đột biến có thể xảy ra tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục. À, câu D là gen đột biến cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa. Rồi. Nga có hai cuộc cách mạng tháng 10 là quan trọng hơn, lớn hơn cuộc cách mạng tháng 2 thì nó bình thường rồi. Khi mà lật đổ cái chế độ quân chủ chuyên chế là nhiều nước làm rồi. Cách mạng tháng 2 nó không nổi tiếng. Rất nhiều nước lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, nó bình thường, tức lật đổ vua thôi, không có gì hết. Vua Nga Hoàng thời vua thời Nga Hoàng thời của Sa Hoàng á, Sa Hoàng Nga bị lật đổ như vua của Anh, vua 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 của Pháp thôi. Vua của Pháp, vua Sắc Lơ bị lật đổ thôi, không có vấn đề gì, cho nên nó không 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 có gì lớn lắm. Cách mạng tháng 10 Nga mới là một sự kiện quan trọng nhất ở trong về trong thế kỷ 20 á, mở ra thời kỳ mới cho thế giới ha. Rồi câu này lưu ý các em chọn câu đúng nha, em chọn câu đúng nha. Rồi lại hay chọn câu C đúng không? Nguyễn Minh Thuyết thì chọn câu C, rồi Thiên Bang chọn câu C, Huy Vương chọn câu A, rồi Thu Nga chọn câu D, Gia Huy chọn câu D, Lily Chen là chắc chắn câu C, rồi rồi đột biến, rồi sơ cấp, rồi C sai lầm tiếp, Thiên Bang C sai lầm tiếp, Thúy Vi thì lỗi A, Dương Nguyễn thì đột biến gen chủ yếu là quá trình tiến hóa. Rồi, Nguyễn thì C sai cấp học. Rồi, Ngọc Băng thì C đúng đi ngủ. Rồi, câu này thì sao? Các em lại share giúp thầy nha, để có nhiều bạn biết hơn về cái mấy cái khóa ôn của thầy thế này ha. Các em có này, lại share follow bay giúp thầy nha. Thì thầy cũng muốn giúp các em, tại vì kỳ thi này 3 năm rồi, đâu có cũng không không có ai làm, mà nói chung là để mà làm được một cái đề như thế này đầy đủ các môn và giải cho các em thế này, cũng thầy cũng phải đọc sách rất nhiều và nghiên cứu rất nhiều à, chứ một giáo viên bình thường họ không có nguyên nghiên cứu nhiều, họ dạy một môn học rất cũng không không không, không nhiều môn, cho nên đôi khi họ cũng không không có bỏ thời gian nghiên cứu ha. Rồi câu này, Văn Thiện là chọn câu C, Quang Huy chọn câu C. Rồi đáp án của thầy là C nha. C, thầy nói thứ nhất này, thầy sẽ nói lại cho em một số kiến thức này. Gen đột biến luôn biểu hiện thành kiểu hình là không đúng, tại vì muốn biểu hiện thành kiểu hình, thứ nhất cái gen đó phải đột biến là gen chổi, nó phải là gen chổi mới được. Cái thứ hai nó không phải đột biến trung tính. Đột biến trung tính là sao? Đột biến trung tính là đột biến á, từ bộ ba này thành bộ ba kia, nhưng mà nó vẫn tổng hợp cho cùng một axit amin. Tại vì các em thấy có 64 bộ ba mà chỉ có 22 axit amin thôi, 21 axit amin thôi ha. Methionine hoặc phosphomethionine mình không tính. Còn khoảng 21 axit amin ha. Còn 64 bộ ba thì trừ 3 bộ ba mở đầu và một bộ ba kết thúc, trừ một bộ ba kết thúc là AUG và 3 bộ ba mở đầu thì mình không tính. Sau nó còn những bộ ba còn lại ha. Thì muốn đột biến thành nó biểu hiện kiểu hình là đột biến phải đột biến lệnh, đột biến trội nó lấn át đột biến kia, cho nên câu này không đúng nha, không phải luôn đâu nha. Gen đột biến luôn được di truyền thế hệ sau không có nha. Gen đột biến muốn truyền cho thế hệ sau nó phải thứ nhất là trong tế bào sinh dục, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó phải trong quá trình hoán vị giao tử này kia, nó mới
tổ hợp lại nó cái xác suất chứ không phải lúc nào cũng truyền cho thế hệ sau. Cho nên nhiều cái gen, ví dụ như gen bệnh ung thư á, đâu phải lúc nào cha mẹ bệnh con cũng bệnh đâu, cho nên câu này không đúng. Câu này đúng rồi, tế bào sinh dưỡng, cái là của tế bào soma. Cái này nếu mà đột biến tế bào sinh dưỡng, người ta gọi đột biến soma, đột biến cục bộ thôi ha, đột biến cục bộ tức là đột biến trên một bộ phận của cây thôi. Nó không phải đột biến toàn thân cây. Ví dụ như các em thấy một vài loại cây tự nhiên nó câu hoa màu hồng ấy, tự nhiên một có một vài bông nó ra một trắng chẳng hạn, thì cái đó gọi là đột biến soma, đột biến sinh dưỡng. Đột biến nó không di truyền được, lưu ý đột biến soma không di truyền được, còn đột biến tế bào sinh dục thì nó di truyền được, nhưng mà cũng hên xui, tỷ lệ hên xui nha. Nói chung là đột biến sinh dưỡng là có khả năng di truyền thôi chứ không phải là 100% di truyền, còn đột biến sinh dưỡng là không di truyền được nha. Còn đột biến cung cấp nguyên liệu thứ cấp là không đúng nha. Lưu ý cái đột biến gen này là sơ cấp à, đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thở là sơ cấp, rồi còn tổ hợp là một thứ cấp nha. Đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể là hai đột biến sơ cấp trong quá trình tiến hóa. Xem mà tổ hợp những cái đột biến lại nó mới là đột biến thứ cấp, nó mới mới thứ cấp trong quá trình tiến hóa. Sau đó chọn lọc tự nhiên sẽ chọn ra những tổ hợp tốt và duy trì như thế nào. Rồi tiếp theo nha, rồi câu này nha, các em cố gắng nhớ lại một vài kiến thức môn sinh nha, nhớ lại một vài kiến thức môn sinh nha. Đột biến sơ cấp, đột biến thứ cấp của quá trình tiến hóa. Thầy nói lại, đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể là sơ cấp, tổ hợp à, quá trình tái tổ hợp là thứ cấp. Từ thứ cấp đó nó mới mới chọn lọc tự nhiên nha. Rồi phân tích số liệu, đây là một cái bảng dữ liệu thầy lấy lại trong đề 2020, nhưng mà thầy cho một vài câu hỏi khác đi nha. Nãy giờ các em thấy thầy lấy lại cái đề 2020 và cái đề cả tư duy logic và cả phân tích số liệu, thầy lấy lại đề 2020 để mà thầy làm một cái đề mới ha, thầy cho những câu hỏi mới. Để các em xem thử, để các em xem thử thầy muốn lấy lại vậy thôi, và thầy soạn mới, các em không không có lạ lẫm gì lắm nha. Rồi thầy hồi trước thầy đi học là cơ bản thầy thích đọc sách chứ không có gì, thầy cũng thích sử thích địa Anh văn thì sau này thầy học thêm ngôn ngữ Anh với lại là IELTS. Thầy cũng có học ha. Rồi toán lý hóa sinh là thầy học hồi hồi cấp 3 rồi cũng ổn. Còn tiếng Việt tư duy logic phân tích số liệu thầy nghiên cứu trong 2 năm gần đây, thì các em thấy tiếng Việt thầy cũng có biết nhiều về tiếng Việt, thầy cũng rất thích tiếng văn tiếng Việt nha, ngữ văn nhé, thơ rồi phân tích các nhà văn ha. Tại chị thầy là nhà thầy là có gia đình truyền thống học văn. Mấy chị thầy, nhà thầy, bố mẹ thầy là chung là cũng có truyền thống học văn. Thầy cũng khá là thích các nhà thơ đúng không? À, cho nên thầy cũng thích. Nói chung chịu khó đọc sách thôi em ha, chịu khó đọc sách, chịu khó đọc sách. Với lại trong cái quá trình mà kiểu như đi dạy, học trò hỏi thì thầy sẽ về thầy đọc thêm để mà tư vấn thêm cho mấy mấy đứa đấy ha, tư vấn thêm cho mấy đứa thì thầy biết được nhiều thêm ha. Rồi cho cái bảng số liệu này, cái bảng số liệu này thì không không lạ lắm với các em đâu. Nếu các em mà làm trong đề 2020 thì các em thấy cái bảng số liệu này ở trong đề 2020 á, người ta nói trong 2020 nếu số sinh viên nữ tốt nghiệp vẫn giữ tỷ lệ giảm như của năm 2019 so với 2021 thì số sinh viên nữ tốt nghiệp sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu à. Rồi, các em cố gắng thử làm câu này nha, thử làm câu này thử. Trần thì chọn câu A, Thảo My chọn câu A, Thành Đạt chọn câu A, Phạm Huy chọn câu A, Thúy Kiều lựa câu D, rồi Tuyết Minh thì A, rồi Phương Thúy chọn câu A, Huy Vương chọn câu A, Khang Nguyễn chọn câu D, Thiên Minh chọn câu A, rồi nói chung cơ bản là A với D, một bạn chọn nhiều nhất và một số bạn chọn ít nhất. Rồi cảm ơn các em nha. Nói chung thầy cũng cố gắng nghiên cứu thôi ha. Tại vì kỳ thi này cái hồi năm 2 tức là ra cái năm đầu tiên là 2008 á, thầy đã giải cái đề mẫu của năm 2008 thầy post lên YouTube rồi ha. Nhưng mà lúc đó thầy chỉ giải theo kiểu là thấy nó thú vị thôi. Thầy thấy cái đề này thầy đọc qua cái đề này gần như mình giải được hết tất cả các môn này. À, là thầy giải thì úp một số video trên YouTube. Nhưng mà kiểu như thầy giải cho vui vui, không có thầy chắc chắn lắm ha. Sau đó thầy nghiên cứu thêm về kỳ thi này và thấy nó cũng khá là hay, có thể phát triển được. Thế là thầy
cố gắng thôi ha, mình cố gắng để vì cái cộng đồng phát triển mà cũng giúp đỡ các em về ít nhất là mặt tinh thần, như thầy nói ít về mặt tinh thần, kiến thức nó rộng rộng lớn bao la các em ha, không ai biết hết được đâu, không ai biết hết được nha, kiến thức rất rộng lớn bao la. Thầy giúp các em về mặt tinh thần là chủ yếu, còn một phần nhỏ về kiến thức, một phần rất rất nhỏ về kiến thức, và một phần nữa là về giúp các em có tiếp cận hơn kỳ thi được tốt hơn, chứ thầy không có nghĩ là giúp được nhiều các em về kiến thức. Các em phải cố gắng học, tự trau dồi kiến thức cho mình nha. Rồi câu này thì sao, câu này thì sao? Rồi rồi câu này thầy đáp án thầy sẽ là câu A nha. Rồi thì đầu tiên á, các em tính đầu tiên này, giữ tỷ lệ bao giờ, cái câu này giữ tỷ lệ giảm so với 2018 2019 này. 2018 tức là đầu tiên em phải tính được cái tỷ lệ nữ ở đây, số lượng nữ ở đây và số lượng nữ ở đây. Số lượng nữ ở đây á là 85 bạn. Số lượng nữ ở đây nó sẽ rơi vào khoảng là 60 bạn. Thì các em tính tỷ lệ này giảm bao nhiêu phần trăm? Các em coi giảm bao nhiêu phần trăm. Cái này là 2019 này. Xong các em tính tiếp qua năm 2020 là các em sẽ ra được con số đó thôi ha. Tỷ lệ này tức là các em lấy là 60 chia cho 85. 60 chia 85 là các em sẽ ra được cái tỷ lệ giảm này. Xong các em nhân tiếp 60 nữa là được rồi. Tại vì 60 chia 85 là các em sẽ ra tỷ lệ được từ năm 2019 2018 đến 2019 là nó khoảng bao nhiêu phần trăm này. Tức là mình thấy này là 60 chia 85 thì các em thấy con số ở đây là khoảng rơi vào khoảng 70%, tức là nó có 70% thôi. Con số này cũng sẽ duy trì vào 2020, nghĩa là phải nhân tiếp cho 2020 nữa, nó là khoảng 42,3 bạn. Thì ở đây đáp số gần nhất nó sẽ là câu A. Được chưa nào? Nó sẽ là câu A. Được chưa nào? Rồi. Tiếp tục nào. Một câu phân tích số liệu tiếp nha. Nói chung cũng không ít lắm em, còn một vài câu à. Thầy soạn từng 30 câu, 30 câu. Rồi, cái này thế nào? Năm 2019, lương trung bình của một nữ sinh tốt nghiệp thường thấp hơn nam sinh khoảng 5%. Nếu tổng số nam sinh kiếm được trong một tháng là 120 triệu thì tổng số tiền nữ sinh kiếm được khoảng là bao nhiêu triệu ha? Ở đây lưu ý. Rồi, các em thử làm câu này thử ha, câu phân tích số liệu ha. Các em phải nói chung là cái phần phân tích số liệu này nó đòi hỏi mình cẩn thận tí, những con số nó rất nhiều, các em thấy không, rất nhiều hàng nhiều cột, bốn hàng bốn cột. Bình thường mình thấy nó bốn hàng bốn cột nhưng vô ở trong thi thi mình thấy nó là một 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 nuôi hàng một nuôi cột, mình không đếm được bao nhiêu hàng bao nhiêu cột luôn á. Sao bay đầy đầu vậy nè, bay lung tung rồi sao bay hoa mắt các kiểu, mình không biết bao nhiêu hàng bao nhiêu cột luôn. Các em thử hỏi các anh chị thi năm trước nhớ cái bảng số liệu bao nhiêu hàng bao nhiêu cột thôi á, không nhớ đâu nha, vô bấm tá lạ làm lung tung ra được, ra được thôi chứ cũng cũng không 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 còn nhớ được. Nhưng mà nó sẽ rất dễ nhầm, nó rất dễ nhầm nha, rất dễ nhầm. Rồi các em thử nha, rồi ráng ráng lên nè. Không, thầy soạn chỉ có khoảng 30 câu thôi, thầy canh trong khoảng thời gian khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thôi chứ không có nhiều, tùy theo là nhanh chậm ha, tùy theo nhanh chậm. Rồi ở đây lưu ý nè, là người ta dùng từ khoảng bao nhiêu thì các em sẽ lấy cái số gần nhất nha, khoảng bao nhiêu thì các em sẽ lấy số gần nhất. Rồi ở đây lưu ý là người ta hỏi năm 2019, cái đầu tiên á là các em phải coi thử trong năm 2018 2019 này người ta lấy cái, người ta đang xét cái năm nào. Tại vì xét năm này thì không đúng, xét năm này rồi người ta sẽ tính như thế nào tiếp tục ha. Rồi rất nhiều bạn chọn câu B. Tính một chút là các em ra được thôi. Máy tính, nếu mà không thì bấm máy tính không, còn nếu nếu không thì kết hợp thêm với cái giấy bút nữa là em ghi được rất là nhanh nha. Rồi thì đầu tiên á, đối với câu này đáp án sẽ là câu B đúng không? Các em phải tính được tổng số nam ở đây, tổng số nam này là bao nhiêu ha. Xong mình lấy 120 này, mình chia tổng số nam, mình lấy 120 này mình chia tổng nam, được chưa nào, mình chia cho tổng nam ở đây. Để coi thử một người bao nhiêu tiền, để coi một người bao nhiêu tiền. Xong ở đây khoảng 5% này, tức là nam 100% nữ chỉ 95% thôi, nữ 95% thôi, cho nên ở đây thầy nhân là 0,95. Đây nó ra tiền của một người nữ 0,95 này,
nó ra tiền của một người nữ. Đây 0,95 nha, 0,95. Sau đó thầy nhân cho cái số nữ ở đây, xong thầy nhân tiếp cho cái số nữ ở đây là ra được số tiền. Rồi các em có thể làm như vậy nha. Cũng khá đơn giản thôi, khá đơn giản ha. Lấy 120 triệu đây chia tổng số nam là ra tiền của một nam, xong nó nhân cho 0,95, nó ra được tiền của một nữ, sau đó nhân cho tiền nữ là được ha. Rồi câu sử: mục tiêu đấu tranh chủ yếu của giai cấp tư sản Việt Nam trong năm 1919 năm 1925 là gì? A ruộng đất cho nông dân nghèo, câu B là một số quyền lợi kinh tế, câu C là một số quyền lợi chính trị, và câu D là một độc lập tự do cho dân Việt Nam. Rồi, Cẩm Tú chọn câu B, Quốc Thịnh chọn câu B, Đức Lập chọn câu B, Thường Long chọn câu B. Rồi ở đây là Thiên Minh chọn câu A, Trần Lang chọn câu B. Sử lụi, Minh Tuân chọn câu C. Thật ra thì đối với một số câu sử địa thì cái sự kiện thì mình không nhớ, nhưng mà nếu các em có kiểu như một cái suy nghĩ nào đấy về những cái sự kiện lịch sử và địa lý thì mình có suy luận được phần nào, đúng không? Suy luận được phần nào, tất nhiên là nó không phải hoàn toàn chắc chắn, nhưng mà kiểu như nó vẫn phải sử dụng khả năng suy luận của mình chứ, đúng không? Rồi đáp án của B nha, tại vì chắc chắn là cái từ mà tư sản này này sẽ gắn liền với kinh tế nha. Tư sản thì chọn kinh tế, tại vì giai đoạn năm 1919 năm 1925 thì Nhật ở Pháp rất là thắt chặt về cái chính sách kinh tế, họ bóc lột Việt Nam rất là ghê, cho nên kiểu như cái giai cấp cái này là gần như chỉ là cái giai đoạn này, nó chỉ là một thành phần nó hình thành giai cấp, tức là sau năm sau chiến tranh thế giới thứ hai nó mới trở thành một giai cấp thôi, trước đó là nó chưa được. Chiến tranh thế giới thứ nhất, sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì cái tư sản Việt Nam mới là một giai cấp, còn trước đó là do Pháp người ta rất là khắt khe ở trong cái việc tư sản làm kinh tế, cho nên không phải là giai cấp ha. Trên giai đoạn này là họ bị chèn ép rất nhiều, cho nên họ mới đòi hỏi quyền lợi về kinh tế ha. Rồi câu này một câu địa: nguyên nhân nào dẫn đến sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên? A trình độ thâm canh, câu B điều kiện địa hình, câu C là tập quán sản xuất, và câu D là đất đai khí hậu. Rồi thầy coi thế nào. Y Trương chọn câu D, Ngọc Hà chọn câu D, Thúy Vi chọn câu D, Phương Huyền chọn câu D, Thị Hằng chọn câu D, đúng không? Rồi Khánh Linh chọn câu D, Minh Nghĩa thì D sai nghỉ học. Rồi câu này dễ ha, thầy xử luôn câu này nha, đó là câu D, điều kiện đất đai khí hậu thôi. Thì ra trình độ thâm canh thì nó sẽ tương đồng rồi. Điều kiện địa hình là hơi chung chung, điều kiện địa hình chung chung, tập quán sản xuất thì không nói lên nhiều lắm. Ở đây là câu D nha, đất đai khí hậu, đất đai khí hậu nha. Thì đất đai khí hậu các em biết miền Trung du, miền núi Bắc Bộ thì nó sẽ lạnh, nó lạnh hơn so với ở trong miền Tây Nguyên thế này. Thứ là Tây Nguyên là kiểu như đá đất đỏ Ba Giang, nó sẽ trồng những loại cây khác, ví dụ như là đặc biệt là cà phê, nổi tiếng nhất của Tây Nguyên là cà phê, hồ tiêu chẳng hạn, giả sử vậy. Còn miền Bắc thì những cây mà nó chịu lạnh tốt hơn, vậy thôi ha. Rồi còn một vài câu nữa thì nghĩ thôi ha. Câu này nè: chiến lược phát triển ngành thủy sản nước ta hiện nay đẩy mạnh đánh bắt xa bờ nhằm mục đích gì? Rồi các em làm một hai câu còn ít lắm, còn một hai câu nữa là các em mà nãy giờ có lấy giấy ghi thì được mình bao nhiêu câu ha, cái
đầu tiên các em lấy giấy ghi ra khoảng 30 câu ha. À, xong ra đó các em đánh thử nãy giờ mình được bao nhiêu câu rồi, bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai. Trong cái thời gian đó thì mình sẽ làm được như thế nào và cái câu đó mình suy nghĩ thế nào. Cái lúc mình suy nghĩ nó quan trọng em ha. Cái lúc mà thầy bật lên câu hỏi liền là các em suy nghĩ thử ở trong đầu mình lúc đó mình đang nghĩ cái gì? Mình đang nghĩ cái gì? Và tại sao mình chọn câu đó? Mình không chọn câu khác. À, câu đó mình đánh lùi. Không còn một hai câu à, không nhiều lắm ha. Câu đó tại sao mình đánh lùi? Câu đó tại sao mình suy nghĩ như vậy? À, mình không suy nghĩ cách khác, mình suy luận thế nào à, thử coi. Và các em tập cái thói quen như vậy, chủ động như vậy thì nó sẽ tiến bộ hơn ha. Chứ đôi khi đi vô đề thi mình đâu có biết cái câu nào đâu, mình không có gặp được, mình phải suy luận nha. Rồi câu này nha, rất nhiều bạn chọn B thì cũng đơn giản thôi, khai thác tốt hơn mình nguồn lợi hải sản, bảo vệ rừng và thềm lục địa của ta, thì đánh bắt xa bờ như mục tiêu như vậy, đánh bắt xa bờ nha. Các em nhớ cái này ha, đây địa lý thì mình cũng học thêm thôi, nó cũng không khó lắm ha. Rồi câu cuối cùng này, đây là câu cuối cùng, đây là câu cuối cùng nha, đây là câu cuối cùng môn tiếng Việt chúng ta. Cuối cùng chúng ta lại trở về với tiếng mẹ đẻ, thì trong các từ sẽ líu lo nhí nhảnh róc rách thuộc nhóm từ nào? A ghép tổng hợp, B ghép chính phủ, C từ lấy bộ phận, và câu D là từ ghép từ lấy toàn bộ. Rồi lập Atlas nó ghi B hả, quá giỏi luôn. Atlas nó ghi B luôn, quá dữ. Atlas là Atlas mà ghi B câu đó là Atlas nó không được đem vào đó nha. Atlas ghi tài liệu á. Rồi, câu này là phải làm được nha. Thầy kết lại một câu tiếng Việt cho chúng ta và tiếng Việt cực dễ. Tiếng Việt này học cấp 2 là đã làm rồi, rất chính xác luôn. Và là 2 giờ sức thầy không nổi đâu. Thầy nói có tiếng rưỡi 2 tiếng, tí nữa thầy khan tiếng thì không nói được luôn. Nói vậy mệt lắm các em ha, nói cho em thử nói chừng tiếng rưỡi 2 tiếng, tiếng hồ thôi. Thầy do thầy nói quen, thầy nói được lâu á, tại vì thầy giảng bài lâu á, thầy nói được nhiều, cho các em nói chừng nửa tiếng 45 phút là đuối lắm ha. Nói khan tiếng mấy cái người MC ca sĩ họ đi chạy show suốt ngày suốt đêm về họ phải tĩnh dưỡng lại ghê lắm. Rồi câu này quá đơn giản đúng không, câu này quá đơn giản luôn, quá đơn giản luôn. Thiên Bang chọn quá giờ câu C, nãy giờ Thiên Bang chọn từ đầu tới cuối khá ổn nha, khá nhiệt tình, cảm ơn em nha. Rồi Thành Đạt chọn câu C, Minh Tiến chọn câu C. Rồi các em nãy giờ tổng kết được bao nhiêu nhiêu nhiêu, nhiêu câu nè, các em tổng kết được bao nhiêu câu nha. Rồi rồi câu này câu cuối rồi các em, câu này câu cuối rồi ha, câu này đã là câu cuối, câu này đã là câu cuối rồi. Rồi câu này là câu C, lấy bộ phận ha, lấy bộ phận tại vì nó có lấy toàn bộ, ví dụ như ao ao sao sao gì đó là nó là lấy toàn bộ, còn cái này là lấy bộ phận tức là lấy phụ âm thôi, lấy chữ lấy phụ âm nha. Lấy vần ha. Nó lấy vần, lấy phụ âm, lấy phụ âm đầu này, cho nên nó lấy bộ phận, lấy bộ phận. Còn từ lấy toàn bộ không đúng. Rồi câu này là xong nha, câu này là kết thúc ha. Nãy giờ khoảng là thầy không nhớ nữa, hình như 29 hay 30 câu gì nè, 29 câu ha, 29 câu, 28 câu, ông 28 câu, 28 câu ha. Rồi các em thử thống kê thử ba mình bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai nha. Rồi khi nào có like thì thầy sẽ nói các em nha, thầy sẽ thông báo nha, tại vì tùy theo thầy soạn đề kịp hay không, mà thầy rảnh thầy soạn đề, thầy khỏe thì thầy soạn đề, tức là trong một buổi đó thầy soạn đề được tầm mà tầm 20 mấy 30 câu này thì thầy soạn được trong một ngày ha. Rồi thông báo thì thầy sẽ thông báo khoảng chiều chiều, khoảng 5 6 giờ chiều thầy thông báo, khoảng 9 giờ tối thầy sẽ like ha. Rồi chào các em, cảm ơn các em nha. Các em cho thầy thử các em thử buổi like thế nào các em.